hai mẹ con Vân Cơ cũng vậy. Trước kia, khi Nghiêu Hữu Đạo nói muốn hợp tác với tu sĩ hải ngoại, bọn họ còn không tin hắn có thể thành công. Kết quả, tên nhóc này chẳng những làm được, mà còn kết bái huynh đệ với chủ quản của bốn biển. Quả thật đặc sắc, bọn họ không muốn phục cũng không được, nhưng ngoài miệng Vân Cơ vẫn chỉ trích, bình thường nhìn hắn rất thông minh, nhưng lại thường xuyên làm những việc hoang đường không đáng tin cậy. Ai nói không đúng chứ? Vu Chiếu Hành gật đầu tán thành, chuyện mà Nghiêu Hữu Đạo tìm tòa kỵ trên đường đi, đến giờ ông ta vẫn luôn khắc sâu ấn tượng. Nưu Hữu Đạo đang trò chuyện, quay sang nhìn thấy ba người bên này, liền nhớ đến điều gì đó, vội ngoắc tay gọi ba người lại. Ba người đến gần, Nưu Hữu Đạo kéo cánh tay Vân Hoan, giới thiệu với những người hắn vừa kết bái, "Vân Hoan, đương gia Độ Vân Sơn, cũng là đại ca kết bái của đệ." Đương nhiên, bây giờ huynh ấy không còn ở Độ Vân Sơn nữa. Trong nháy mắt, biểu hiện của Lãng Kinh không, hồng cái thiên trở nên vô cùng đặc sắc những gì mà nghiêu hữu đạo nói đằng sau đó đều nghe không lọt tai cũng trách đám người hải ngoại bọn họ bình thường không chú ý đầy đủ đến bảy nước không biết nghiêu hữu đạo đã từng kết bái với vân hoan người nào hay chú ý đến hắn thì sẽ biết ngay sau đó bốn người lần lượt nhìn vân cơ người này là mẹ của vân hoan nghiêu hữu đạo và vân hoan kết bái huynh đệ bọn họ lại kết bái với nghiêu hữu đạo quan hệ hơi phức tạp nhưng thật ra lại không phức tạp vuốt một cái là thông ngay bốn người nghĩ thông qua hệ trong đó từ đó, Vân Cơ nhanh chóng trở thành nhân vật cấp bề trên của bọn họ. Bốn người, người thì ngây ra, người thì sướng sờ, người thì run rẩy. Không cái thiên ngẩng đầu, im lặng hỏi ông trời. Lúc trước, gã vốn còn có ý đồ xấu với Vân Cơ. Kết quả, sau lần kết bái, bối phận trong nháy mắt khiến cho gã không rét mà run. Ý nghĩ xấu gì cũng biến mất, chỉ muốn ân cần hỏi thăm tổ tông Nghiêu Hữu Đạo. Nếu sớm biết việc này, cho dù Nghiêu Hữu Đạo đưa ra chỗ tốt, căn bản cũng không cách nào khiến cho bọn họ đồng ý kết bái. Bây giờ làm cũng đã làm rồi, đã kết bái rồi, có hối hận cũng đã muộn, về sau phải xưng hô với vân cơ như thế nào đây? Từ phản ứng của bọn họ, vân cơ cũng nhìn ra được chút gì đó. Bản thân nàng cũng thầm mắng như hữu đạo hoang đường, đột nhiên mang đến cho nàng mấy tên tiểu bối lớn đến như vậy. chương 1165, Phượng Cầu Hoàng một. Nhìn mấy người này không thú vị gì cả, nàng quay đầu sang nhìn chỗ khác thấy rõ tình huống xấu hổ, Phu chiếu hành rốt cuộc cũng phản ứng lại. Ông ta thật sự không nhịn được, quay đầu bước sang một bên, quay lưng về phía bên này, biểu hiện vặn vẹo, hai tay nắm chặt cố gắng nhịn xuống để không phát ra tiếng cười lớn. Như hữu đạo nhiệt tình giới thiệu Vân Hoan, Vân Hoan chắp tay, đang định khách sáo chào hỏi lại mọi người. Người bên dưới tìm ta, Phu Hoa cục mắt nói xong một câu, là người đầu tiên quay đầu đi. Ta có chút việc, không cái thiên cũng tìm lý do, sau đó khoanh tay bỏ đi lãng kinh không đoạn vô thường cũng tranh thủ tìm lý do sợ nghiêu hữu đạo lại giới thiệu bọn họ cho vân cơ thừa lúc trước khi nghiêu hữu đạo mở miệng bọn họ liền đi nhanh nếu không sẽ không biết xưng hô với vân cơ như thế nào đào mắt đã đi hết tay vân hoan chắp lại vẫn còn y nguyên nhất thời chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra vân hoan xấu hổ vô cùng có cảm giác mặt mình nóng dán vào mông lạnh của người khác mấy người này quá đáng nhỉ nghiêu hữu đạo thở dài trong lòng quay đầu an ủi vân hoan đừng để bụng vân hoan cười khổ với thân phận và địa vị như bọn họ bọn họ cảm thấy ta không có tư cách ngồi chung bàn với bọn họ cũng là chuyện bình thường mà coi như ứng phó một chút như hữu đạo vỗ cánh tay của hắn ta hoang đường vân cơ ở bên cạnh trách một câu sau đó bước đến chỗ vu chiếu hành như hữu đạo và vân hoan quay đầu nhìn lại trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường hai người bọn họ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đợi hai người đến đằng sau Vu Chiếu Hành ngửa mặt lên trời thở vào một hơi, sau đó quay đầu lại, tặc lưỡi với Nghiêu Hữu Đạo, vẫn là ngươi lợi hại, giết người không thấy máu. Nghiêu Hữu Đạo không hiểu thâm ý bên trong lời nói của Vu Chiếu Hành, chỉ biết là đang nói đến chuyện kết bái, trong tình huống này, nhất định phải tận lực tăng cường quan hệ. Vu Chiếu Hành lắc đầu, hồng cái thiên miệng mồm không kiêng cứ, quả thật rất phách lối. Ngươi không ra tay thì thôi, vừa ra tay, bốn tên yêu ma quỷ quái liền bị đánh bại trong tay ngươi, mà còn bị đánh bại một cách không hoàn thủ được như hữu đạo hoài nghi không biết ông ta đang muốn nói chuyện gì vân cơ ghê gớm thật vu chiếu hành chỉ vào vân cơ giải thích sự thay đổi trong mối quan hệ giữa mọi người một chút hoang đường vân cơ lại lên tiếng như hữu đạo và vân hoan bừng tỉnh rốt cuộc đã hiểu vì sao bốn người kia đột nhiên chạy hết bọn họ quay đầu nhìn bốn phía ánh mắt tìm kiếm khắp nơi chờ một chút như hữu đạo cũng hơi dở khóc dở cười hắn thật sự không phải cố ý trước đó khi hắn nhắc đến chuyện kết bái hoàn toàn không nghĩ gì đến quan hệ với mẹ con vân cơ vân hoan nhìn mẹ biểu hiện hơi có vẻ đặc sắc vu chiếu hành muốn cười nhưng vẫn cố nhịn ông ta cũng nhìn ra nghiêu hữu đạo không phải cố ý chỉ là hơi cảm thấy lạ kết bái này có ý nghĩa gì sao ngươi cho rằng bọn họ sẽ coi là thật nghiêu hữu đạo hiểu ý vu chiếu hành nhưng suy nghĩ của hắn lại khác không nên cưỡng cầu khi giả sẽ có lúc thật khi thật sẽ có lúc giả lời này nghe hơi dối nhưng lại rất thực tế ba người bắt đầu đăm chiêu tiên sinh, ngài nói ra có bao nhiêu khả năng trở về. Bên ngoài anh võ đường, thủ vệ canh giữ đã được cho lùi xa một chút. Thương Thục Thanh bước vào, nghe được giọng nói bên trong, liền vô thức đứng ngay ngoài cửa. Anh võ đường là trọng địa quân cơ, không phải ai muốn vào là vào. Người có thể tùy ý ra vào, Thương Thục Thanh là người đầu tiên. Sau khi giọng nói của Thương Triều Tông vang lên, giọng của Lam Nhược Đình tiếp theo sau, vương ra, việc này ai cũng khó mà nói, nhưng đích thật là rất nguy hiểm. Thương Triều Tông nói, tuy nói cục diện đã được Mao Lư Sơn Trang ổn định, nhưng ta thật sự không có chút ngọn nguồn nào về việc này cả. Lam Nhược Đình lại nói, sao trong lòng Vương gia chỉ có từng đó không chắc chắn chứ? Chỉ sợ ngay ngay cả Mao Lư Sơn Trang cũng không chắc chắn. Theo tin tức báo về, gần đây người của Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn qua lại với Đại Thiền Sơn tương đối gần, có ý muốn lấy lòng Đại Thiền Sơn, sợ là cũng muốn chừa đường lui cho mình. Vương gia có một câu không nên nói. Mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta sớm muộn gì cũng phải chuẩn bị, không thể chờ đến khi sự việc giáng xuống đầu, tay chân luống cuống không làm gì được. Thương Triều Tông đáp, ta cũng có ý này, nhưng không biết thái độ của mông soái như thế nào. Ta truyền tin đi, nhưng không thấy mông soái trả lời. Quân tình báo qua lại rất thông suốt, ông ấy không có khả năng không nhận được tin tức, cũng không biết ý của mông soái rốt cuộc là như thế nào. Lam Nhược Đình nói, vương gia, mông soái không biểu lộ thái độ, đó chính là thái độ ý của mông soái là vương ra cứ xem tình huống mà xử lý ông ấy không muốn bị cuốn vào việc này chính là muốn lưu lại một con đường cho chúng ta bên phía đạo gia không đến mức không cách nào kết thúc trong phòng yên tĩnh lại thương thục thanh đang siết chặt năm ngón tay rốt cuộc nhịn không được đẩy cửa bước thẳng vào thương triều tông và lam nhược đình đều giật mình thấy là nàng cả hai nhẹ nhàng thở ra quận chúa lam nhược đình chắp tay chào thương triều tông mỉm cười nói thanh nhi đến rồi sao sắc mặt thương thục thanh nhìn không được tốt cho lắm ca muội đã nghe hết rồi thương triều tông và lam nhược đình nhìn nhau hơi xấu hổ thương triều tông nói việc này đối với muội không có gì là không tốt cứ xem như chưa từng nghe thấy điều gì là được thương thục thanh tức giận nói ca tiên sinh tại sao các người lại như vậy các người có biết mình đang làm gì hay không chính là qua sông đoạn cầu đấy lam nhược đình im lặng không nói thương triều tông hơi cao mày thanh nhi sự việc không đến mức nghiêm trọng như em đã nói thương thục thanh đau lòng hỏi tại sao lại không nghiêm trọng ca người khác không biết chẳng lẽ ngay cả ca cũng không biết đoạn đường này chúng ta đi như thế nào mà đến từ lúc chúng ta thoát khỏi kinh thành đã có dự định gì lúc nào chúng ta cũng lo lắng sẽ bị triều đình giết chết còn chuẩn bị trốn ra hải ngoại như chó nhà có tạng sống ngày nào hoảng sợ ngày đó ca tiên sinh là ai đã giúp ta đặt chân ở huyện thương lư là ai đã mạo hiểm thuyết phục kim châu ủng hộ chúng ta nắm được hai quận là ai đã cung cấp tài lực giúp chúng ta lấy lại sức mạnh của mình là ai đã mang về rất nhiều chiến mã giúp chúng ta mở rộng quân lực là ai đã ngăn cơn sóng giữ thiên ngọc môn lại còn giúp ca có được quyền quản lý nam châu là ai đã trợ giúp ca biến nguy thành an trước uy hiếp trong ngoài nam châu là ai đã vì ca mà bảo vệ lý tưởng đại yến khỏi thất bại trước kỳ binh vạn thú môn ca tiên sinh còn rất nhiều chuyện khác nữa đạo gia đã dốc hết tâm huyết giúp đỡ chúng ta rất rất nhiều cũng vì chúng ta mà trả giá rất rất nhiều nhưng đạo gia chưa hề đòi hỏi chúng ta bất cứ thứ gì cũng không hề lấy một ngôi nhà hay một con đường nào ở nam châu người nam châu nào mà không biết mình thiếu nợ đạo gia chứ ngay cả người bên ngoài cũng biết không có đạo gia sẽ không có nam châu ngày nay nhưng chúng ta đã báo đáp đạo gia như thế nào chẳng lẽ báo đáp kiểu như vậy sao ca tiên sinh các người có nghĩ đến không chúng ta làm như vậy trên dưới Nam Châu có đồng ý không? Cho dù không dám nói gì, nhưng sau này bảo người trên dưới Nam Châu nhìn chúng ta như thế nào?" Nàng càng nói, tâm trạng của hai người càng nặng nề. Thương Triều Tông trầm giọng nói, "Thanh Nhi, muội sợ người khác không nghe được sao? Nói nhỏ một chút đi, sở dĩ cho thủ vệ tránh xa một chút, chính là sợ người ta nghe thấy." Một phong thư của Mao Lư Sơn Trang đã vạch mặt cuộc gặp gỡ bí mật giữa bọn họ và Tiêu giao cung bọn họ đã ý thức được bên cạnh bọn họ có tai mắt của Mao Lư Sơn Trang. Chương 1166, Phượng Cầu Hoàng 2. Thương Thục Thanh lắc đầu, giọng nói nhỏ một chút nhưng vẫn đau lòng ca, tiên sinh, làm việc thì phải nói đến lương tâm. Sống chết của đạo gia còn chưa biết, chúng ta lại thừa cơ hủy đi sự nghiệp của đạo gia, chuyện như vậy có thể làm sao? Nếu chúng ta vô tình vô nghĩa như thế, đối với người có đại ân với chúng ta như đạo gia, tương lai người khác trả lại chúng ta cũng vô tình vô nghĩa như vậy. Thương Triều Tông nói, Thanh Nhi, muội nói cho ta biết, nếu đạo gia không trở về thì làm sao bây giờ? Chúng ta có thể không tiếc sống chết của mình, nhưng tính mệnh của rất nhiều tướng sĩ và gia đình của họ ở Nam Châu thì phải tính như thế nào? Muội có thể trơ mắt nhìn tất cả bị giết chết hết à? Muội có thể trơ mắt nhìn cả gia đình bọn họ tan nát. Ta ra lệnh một tiếng, nhiều huynh đệ sẽ xông phá khói lửa, đẫm máu xa trường. Có bao nhiêu người được bọc xác chết, có bao nhiêu người nhảy xuống cốc ngay cả thi thể cũng không tìm thấy rất nhiều người thân của những huynh đệ này đều trở thành mẹ quá con côi. Chẳng lẽ muội trông cậy vào người khác có thể trợ giúp những gia đình mẹ quá con côi này sao? Muội bảo về sau người già trẻ em phải sống sót bằng cách nào? Bọn họ vì thương triều tông ta, vì Nam Châu, vì Đại Yến đánh Nam dẹp Bắc, cuối cùng phải chết tha hương. Những gia đình mẹ quá con côi đó ngay cả thi thể người thân của mình cũng không thể nhìn thấy. Muội cũng nhìn thấy bọn họ khóc chết đi sống lại mà. Ngay cả người nhà của bọn họ ta cũng không thể chăm sóc được, muội bảo ta làm sao mà ăn nói với những huynh đệ đó mắt thương thục thanh đỏ lên cắn môi không nói lam nhược đình khẽ thở dài một tiếng thương triều tông tiến lên hai tay đặt lên vai thương thục thanh thanh nhi người làm ra quyết định chính là ta người chịu bêu danh cũng là ta ta còn lo lắng hơn bất cứ người nào nhưng ca thân là thống soái không thể mang tính mạng của rất nhiều gia đình ra đánh cược như vậy nhất định phải có sự chuẩn bị trong trường hợp đạo gia không trở về nếu không ta không xứng làm một thống soái Thanh Nhi, không phải chúng ta hủy đi sự nghiệp của đạo gia. Người không muốn hủy đi nhất mọi thứ của đạo gia chính là ta. Bởi vì có một số việc, cảm nhận của ta là sâu nhất. Phóng mắt toàn bộ giới tu hành, không ai có thể tha thứ cho chúng ta như đạo gia, cũng không tìm được người quan tâm tu sĩ hay dân sinh như đạo gia. Chỉ có ngài ấy mới thật sự coi trọng khó khăn của dân chúng, sẽ không xem bách tinh nam châu như loài kiến hôi. Chỉ khi nào đạo gia ở đây, có đạo gia đè xuống Nam Châu mới có thể khôi phục nguyên khí một cách nhanh chóng. Nếu đổi lại những người khác thì chắc chắn sẽ không ổn. Bọn họ chỉ biết cướp bóc, làm ra những tình huống đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cũng chỉ có đạo gia ở đây, ta mới có thể buông tay mà thi triển, quản lý hết tất cả mọi thứ. Thanh Nhi, ta không hủy đi sự nghiệp của đạo gia, nhưng nhất định phải có biến báo. Tình thế bức bách, cũng không thể sống chết với những người kia, quan hệ giữa hai bên phải được hòa hoãn. Nói đến mức này, Thương Thục Thanh còn có thể nói gì được nữa? Im lặng một lúc, nàng đặt một cái hộp trong tay xuống bàn, ca giúp muội chuyển thứ này cho Lý Tướng quân. Nàng đến chính là vì việc này, không nghĩ đến lại phá vỡ mưu đồ bí mật của Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình. Cái gì thế? Thương Triều Tông mở cái hộp ra xem, chỉ thấy một chiếc vòng tay vàng óng ánh nằm trên lớp vải nhung bên trong. Y đóng hộp lại, nhét vào trong tay nàng, nói, "Lý Tướng quân cũng chỉ là có ý tốt, muội cần chi phải từ chối." Vẫn đặt chiếc hộp lên bàn, thương thục thanh hỏi lại muội biết chị dâu đã gặp huynh ấy nhưng làm vậy có ý nghĩa gì chứ muội xấu nhưng cũng không đáng lấy thế đẻ người bức người ta cưới muội thương triều tông khoát tay thanh nhi muội hiểu lầm rồi chị dâu gặp y cũng không phải làm mối cho muội cũng không có bất kỳ ý định ép buộc y là lý giả chủ động tìm ta hy vọng ta thành toàn việc này ta không tiện nói gì cũng không rõ dụng ý của y bởi vậy mới bảo chị dâu của muội đi tìm hiểu tình huống một chút Tuyệt không phải như muội đã nghĩ, thương Thục thanh hỏi. Bây giờ với thân phận và địa vị như huynh ấy, chẳng lẽ không tìm được người hợp ý? Ngụ ý là phụ nữ loại nào mà y chẳng tìm được? Có cần phải tìm phụ nữ xấu như ta không? Thương Triều tông khoát tay lần nữa. Muội suy nghĩ quá nhiều rồi. Ta hiểu tâm tư của muội, ta cũng không muốn ủy khuất muội. Nếu không phải biết quá rõ ràng, ta cũng không muốn tác hợp muội với y. Dù sao y cũng là người quá vợ ta tìm ai cũng không thể tùy tiện gả em gái của mình cho người đàn ông muốn tái giá. Dù gì ca cũng không để muội chịu ủy khuất như thế. Sau khi chị dâu muội nói qua với y, y cũng đã thổ lộ tình hình thực tế. Mặc dù y lớn hơn muội đến 7-8 tuổi, nhưng khi y còn trẻ, y đã là thân vệ bên cạnh phụ thân, trước kia vẫn thường xuyên đến nhà chúng ta. Y có thể nói là nhìn muội lớn lên, y nói người khác thì y không biết rõ, nhưng y lại biết rõ muội là người tốt như thế nào, còn nói trên thế gian này không còn ai có thể xuất sắc hơn muội. Y nói, muội chính là một viên minh châu bị long đong, trước đó y cảm thấy không xứng với muội nên không dám mở miệng. Lần này, y lập được chiến công, mới lấy hết dũng khí mà lên tiếng. Chị dâu của muội có nhắc đến dung mạo của muội, y cũng nói thẳng, nói muội tinh thông cầm kỳ thi hỏa, lại là người thông minh. Luận tư thái hay là nội tình, đều ít có ai sánh bằng muội. Y thật sự không quan tâm đến diện mạo, y nhìn chúng là tính cách của muội nếu may mắn được muội đồng ý đó chính là phúc khí của y nói y cả đời này sẽ chờ đợi muội lý dạ là hạng người gì ta biết rõ muội cũng biết rõ y đã nói như vậy tất sẽ không giả tạo y thật sự thích muội hơn nữa y nói cũng không sai muội muội của ta hoàn toàn chẳng thua kém bất cứ ai đứng từ góc độ của một người đàn ông muội muội của ta là hạng nhất ngay cả chị dâu của muội cũng nhiều lần tán dương không hâm mộ là không được nàng ấy đã gặp qua muội lúc đi tắm nói tư thái của muội là tuyệt thế không ai bằng nếu phụ nữ mà gặp muội người đó nhất định sẽ phải tự ti mặc cảm nàng ấy còn bảo ai lấy được muội chính là phúc của người đó còn mắng đám đàn ông có mắt không tròng muội cũng biết chị dâu của muội không biết nói mấy lời nịnh nọt nhất định là thật muội cần gì phải tự xem nhẹ mình thương thục thanh nghe anh trai tán dương mặt nóng lên xì một tiếng ca ca thật không đứng đắn gì cả lam nhược đình đứng nghe chỉ cười này Thương Triều Tông đặt hai tay lên vai Thương Thục Thanh, Thanh Nhi, Lý Giả không tệ. Mặc dù lớn hơn muội đến 7-8 tuổi, nhưng chút khác biệt đó chẳng đáng là gì. Mặc dù y quá vợ, nhưng chúng ta đều biết nguyên nhân y quá vợ. Đây không phải lỗi của y. Thật ra, trước đó ta cũng không biết y lại có miệng lưỡi như thế. Chính ta cũng cảm thấy bất ngờ. Nói thật, bởi vì mặt của muội, nếu muội gả cho người khác, ta thật sự không yên lòng. Nhưng đối với Lý Dạ, y là người mà chúng ta biết rõ, tất sẽ không đối xử lạnh nhạt với muội. Y là người một nhà, không vì coi trọng quyền thế nhà chúng ta mà như vậy. Hơn nữa, y cũng không phải loại người ăn chơi trẻ chén. Muội cũng không cần vội vã từ chối, nhân lúc chiến sự đang bị đóng băng, y cũng đang rảnh, muội hãy tiếp xúc thử một chút, xem có hợp ý hay không rồi nói sau, được không? Thương Thục Thanh im lặng một hồi, cuối cùng lắc đầu ca, được rồi, muội không muốn gả cho ai cả. Ý tốt của Lý tướng quân, ca giúp muội nói lời cảm ơn, bảo muội không xứng với huynh ấy. Muội nói mê sảng gì đấy? Tại sao muội lại không xứng với y? Thương Triều Tông gấp lên, nắm lấy cổ tay của nàng, nào có cô gái nào không chịu lấy chồng chứ? Muội như vậy, bảo ta làm sao mà ăn nói cùng cha mẹ, đại ca, nhị ca đã chết chứ? Chương 1167, muội luôn cảm thấy huynh ấy vì muội mà đến. Thương Thục Thanh có vẻ khó xử, ca, tại sao ca lại vội vã gả muội đi vậy? Có phải trên muội ở nhà chướng mắt, muội, làm càn, thương chiều tông giận tím mặt, vùng cánh tay của nàng ra. Vương ra, vương ra, làm nhược đình vội bước lên, chen chính giữa hai người, kéo tay thương chiều tông ra. Thương chiều tông tức giận vô cùng, chỉ vào thương thục thanh, hôn nhân đại sự phải tuân theo lệnh của phụ mẫu. Phụ mẫu không có ở đây, huynh trưởng có thể thay muội làm chủ. Việc ngày hôm nay, muội không đồng ý cũng phải đồng ý. Thương Thục Thanh nói, ca nói việc này ca không bức bách muội, ca nói chuyện mà không giữ lời sao. Thương triều tông quát, ta đang bức muội sao? Ta chỉ muốn tốt cho muội. Lý giả đã lên tiếng như thế, muội phải nên vui mừng mới đúng. Còn có người nào thích hợp với muội hơn Lý giả? Thương Thục Thanh nói ca, muội đã nói muội không gả cho ai hết. Ca không nên bức muội, nếu bức muội, muội sẽ bỏ đi. Muội đi, Thương Triều Tông trừng mắt, trong thời loạn thế này, muội có thể đi đâu? Muội chán sống rồi sao? Thương Thục Thanh đáp, muội đến Mao Lư Sơn Trang. Mao Lư Sơn Trang, Mặt thương chiều tông trầm xuống, đẩy Lam Nhược Đình đang khuyên giải ra, chỉ vào mũi thương Thục Thanh, lại là Mao Lư Sơn Trang. Ta biết, ta biết mà, ý đồ của muội làm sao mà ta không biết, như hiểu đạo, có phải muội thích hắn đúng không? Bị ép, thương Thục Thanh trực tiếp đáp lại, muội thích huynh ấy đấy, chẳng lẽ muội ngay cả thích ai cũng không được. Ta, ta trở nên bá đạo từ lúc nào vậy? Thương Triều Tông chỉ vào mũi mình, giận quá hóa cười, ta bá đạo. Ta đây là bá đạo sao? Ta chỉ muốn tốt cho muội ta không muốn nhìn thấy muội muội của ta khổ sở ta chỉ muốn muội sống tốt đời này mà thôi muội muội đừng ôm ảo tưởng không thực tế đó nữa ta biết muội thích hắn nhưng chuyện này cần ngươi tình ta nguyện ngài ấy không thích muội đâu muội đừng ôm mối tình đơn phương đó nữa như hiểu đạo đạo gia là hạng người gì muội tiếp xúc nhiều năm như thế chẳng lẽ muội còn không biết rõ ngài ấy sao ngài ấy có thể hô mưa gọi gió lòng dạ khôn khéo phóng mắt vạn dặm bên tai đều là tiếng sấm ánh mắt của loại người này khi tìm kiếm bạn đời sao có thể chấp nhận người như muội ngài ấy qua lý trí trong mắt của ngài ấy không có tình yêu nam nữ cho dù có phụ nữ bình thường cũng không lọt vào được mắt của ngài ấy huống chi là muội mặt của muội như thế nào muội còn không biết sao muội trải đầu cho ngài ấy nhiều năm như thế ta không tin ngài ấy không biết tâm ý của muội ngay cả tảng đá cũng phải nóng lên nhưng ngài ấy cư xử với muội như thế nào có chút ý tứ nào không ngài ấy không muốn nói quá rõ ràng làm tổn thương muội ngài ấy muốn muội biết khó mà lui muội vẫn còn chưa rõ sao mắt thương thục thanh bắt đầu dươm dướm lời nói của thương triều tông đã hoàn toàn đả kích nàng vốn bản tính ôn nhu nàng lớn tiếng nói việc này không cần ca quan tâm hai tay thương triều tông run rẩy hận không thể mổ lòng mình ra cho em gái xem chuyện của muội ta mặc kệ thì ai quản thanh nhi rốt cuộc là muội coi trọng ngài ấy ở điểm nào muội đau khổ như vậy dù sao ca cũng phải nói lý chứ. Nước mắt thương thuộc thanh chảy xuống, ca, đừng ép muội. Muội không biết, muội thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Lần đầu tiên gặp huynh ấy, ngay dưới gốc cây đào, huynh ấy nằm ngủ dưới những cánh hoa rơi rực rỡ. Khi đó muội đã có một cảm giác nói không nên lời, giống như huynh ấy bị nhốt mất 5 năm và đang chờ muội đến. Dường như chỉ có muội đến, huynh ấy mới có thể rời đi, muội không xuất hiện, huynh ấy sẽ vĩnh viễn ở đó chờ muội, ngoại trừ muội, ai cũng không mang huynh ấy đi được, huynh ấy cứ một mực chờ muội. Nói đến đây, Thương Thục Thanh đã khóc không thành tiếng, nghẹn ngào lắc đầu, muội biết Thượng Thanh Tông gạt muội, muội chưa quen thuộc, cũng không hiểu rõ huynh ấy, nhưng muội vẫn mang huynh ấy xuống núi. Tuy muội có lý do, nhưng trong lòng muội biết, trong cõi u minh dường như có cái gì đó thúc đẩy muội đưa ra quyết định đó. Dù muội biết huynh ấy không có tác dụng gì, nhưng không hiểu sao muội có cảm giác huynh ấy đang chờ muội. Sau khi xuống núi, cho dù huynh ấy không thể hiện năng lực gì, nhưng muội vẫn sẽ vô thức chú ý đến huynh ấy, thường xuyên nhìn huynh ấy, dường như trong mắt chỉ có huynh ấy. Sau đó, dù có đến những nơi nhiều người hơn, muội vừa quay đầu, không hiểu sao vẫn có thể chuẩn xác tìm được huynh ấy đang đứng đâu. Nam nữ thủ thụ bất tương thân, trước kia, muội chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày muội cô nam quả nữ ở chung một phòng với một người đàn ông, càng không nghĩ đến mình sẽ trải đầu cho một người đàn ông không phải của mình. Muội không có khả năng làm những chuyện như vậy nhưng khi đối mặt với huynh ấy cho dù không quen thuộc lắm không hiểu sao muội vẫn làm mỗi khi trải đầu cho huynh ấy muội luôn có cảm giác rất lạ huynh ấy ngồi đưa lưng về phía muội không phải là huynh ấy không nhìn thấy muội mà là bởi vì huynh ấy đưa lưng về phía muội huynh ấy giống như biết được muội sẽ xuất hiện bên cạnh huynh ấy huynh ấy muốn nhìn thấy muội nhưng khi huynh ấy mở mắt ra nhìn thấy muội lại là trong gương huynh ấy cho rằng muội ở trong gương thật ra muội đang ở sau lưng huynh ấy mỗi lần huynh ấy mở mắt nhìn muội trong gương muội cũng nhìn huynh ấy trong gương tại sao vẫn còn cách một chiếc gương muội luôn có một cảm xúc không thể hiểu nổi chỉ muốn huynh ấy quay đầu lại nhìn muội muốn nói cho huynh ấy biết muội đang ở sau lưng huynh ấy nhưng mặt của muội rất khó coi muội không dám nói ra miệng mọi người đều đứng trong bóng tối khuyên muội từ bỏ nhưng muội luôn cảm thấy huynh ấy sẽ không bỏ rơi muội luôn cho rằng huynh ấy là vì muội mà đến cảm giác này rất mãnh liệt mãnh liệt đến mức muội đồng ý tin tưởng huynh ấy vô điều kiện cho dù muội nhìn thấy huynh ấy có đôi có cặp với những cô gái khác muội vẫn đồng ý tin tưởng ca đó là một loại cảm giác không thể hiểu nổi muội cũng không biết rốt cuộc là vì cái gì cũng không rõ chuyện gì xảy ra có lẽ cha mẹ trong cõi u minh đã phái huynh ấy đến giúp chúng ta lam nhược đình nghe đến trợn tròn mắt làm sao cũng có cảm giác đầu óc quận chúa hồ đồ rồi giống như đang nói mê sảng thương triều tông run lên trợn mắt há mồm y chưa bao giờ nhìn thấy em gái như vậy muội ấy đang nói gì thế? Điên rồi sao? Có phải là điên vì tình hay không? Ivan này, Thanh Nhi, đừng mơ mộng nữa. Ngài ấy chướng mắt muội, muội đừng ôm hy vọng nữa. Ta cũng hy vọng ngài ấy có thể như những gì mà muội đã muốn, nhưng không có hy vọng đâu, đừng chờ đợi nữa. Cho dù ngài có kéo đến bảy tám chục tuổi, muốn tìm một cô gái trẻ đẹp nào mà chẳng có, nhưng muội chờ nổi không? Thanh Nhi, khi đó muội đã là một bà lão, cứ chờ đợi mãi, cuộc đời này của muội sẽ bị hủy, tại sao muội lại không nghe lời ta chứ? Được rồi, ta chỉ hỏi muội một câu, muội sờ mặt mình đi, muội có dám cam đoan muội sẽ đối diện với ngài ấy, chính miệng nói ra muội thích ngài ấy không? Thương Triều Tông hận không thể đánh cho nàng tỉnh lại, Thương Thục Thanh bị câu nói sau cùng của y kích thích, lớn tiếng nói, ca đừng nói nữa, muội ai cũng không gả. Muội cứ như vậy mà sống hết đời, nếu ca cảm thấy muội không nên ở lại đây, ca là vương gia, ca nói thế nào thì thế đó. Ca có thể đuổi muội đi bất cứ lúc nào muội hôm nay ta sẽ thay mặt cha mẹ dạy cho muội một bài học thấy thương triều tông muốn nổi điên lên lam nhược đình vội ôm lấy y hô to quận chúa người về trước đi thương thục thanh tay lau nước mắt xoay người rời đi nhưng khi đi đến cửa nàng dừng lại đưa lưng nói ra mấy câu ca muội ít lẫn vào chuyện quân chính đại sự muội cũng không biết quyết định của mọi người là đúng hay sai việc liên quan đến sinh tử của quá nhiều người muội không dám can thiệp nhưng muội vẫn khuyên một câu làm gì cũng đừng nên tuyệt tình quá Chương 1168, các người đang làm khó đệ đấy. Năng lực người khác thì muội không rõ, nhưng với bản lĩnh của đạo gia, muội tin rằng huynh ấy có thể trở về. Muội tin tưởng huynh ấy nhất định có thể trở về, mọi người hãy tự lo thân, đừng để không thu lại được. Dứt lời, nàng lại lau nước mắt rời đi. Nhiều năm như vậy, hôm nay là lần đầu tiên nàng kích động nói ra những lời trong lòng mình như thế. Thương Triều Tông tức điên lên, thở hổn hển, tại sao lại như vậy? Thanh Nhi vốn rất thông minh, tại sao lại nói mê sảng như thế? Tại sao một người đang rất tốt lại biến thành cái dạng như vậy? Lam Nhược Đình hung hăng lôi y lại, liên tục trấn an, vương ra, không nên tức giận, không cần thiết. Mấy cô gái mới lớn thường hay có những lúc xử trí theo cảm tính. Mới biết yêu đều không tránh được đâu, về sau sẽ tốt, về sau sẽ tốt. Thương Triều Tông quay đầu lại hỏi, mới biết yêu, ngươi nhìn biểu hiện của nó có giống như mới biết yêu không? Đã đến tình trạng ăn nói mê sảng rồi đấy. Bây giờ ta lo lắng không biết nó có phải vì mặt của mình mà nghĩ quẩn, đang trốn tránh điều gì đó hay không. Binh sĩ bên dưới vì quá sợ hãi giết chóc mà đã từng xuất hiện tình huống này. Ta đã gặp qua, triệu chứng rất giống. Ừm, Lam Nhược Đình sửng sốt, suy nghĩ một chút, phát hiện đúng là có khả năng này, sắc mặt trở nên ngưng trọng, ta sẽ mời Pháp Sư đến kiểm tra cho quận chúa một chút. Thương Triều Tông gật đầu, nhắc một câu, đừng kích thích nó nữa, cũng đừng để cho nó biết chúng ta đang xem bệnh cho nó. Lam Nhược Đình nói, vương gia yên tâm, ta sẽ an bài tốt, sẽ không để cho quận chúa hoài nghi. Trên bậc thang dưới mái hiên, La Chiếu ngồi ôm bầu rượu uống đến say mềm, người ngợm lôi thôi, dâu ria xồm xoàm. Phùng Quan Nhi xấu hổ kéo cánh tay của y, kéo mấy lần cũng không thành công kéo y đứng dậy. Mấy tên hoạn quan đứng trong sân nhìn xem, tổng quản đại nội mạc cao đứng trước bậc thang, cao mày nhìn La Chiếu, không nghĩ đến một đại đô đốc nước tống hăng hái đến như vậy lại biến thành cái dạng này đây là lần thứ ba ông ta phụng ý chỉ của hoàng đế mục trác chân đến đây vì tình thế ép buộc la chiếu bị cách chức trong chiều tranh đấu như thế nào mọi người vẫn hiểu rõ trong lòng thắng bại là chuyện thường tình của binh gia trên chiến trường ai dám cam đoan đánh trận nào cũng không bại không thể vì một trận thất bại mà phủ nhận năng lực của la chiếu chiến sự đóng băng sẽ có ngày kết thúc ai dám cam đoan sau khi đổi tướng sẽ có thể ngăn cản được kim tước khi la chiếu còn là chủ soái ít ra còn có thể ngăn cản được binh phong của Kim Tước, miễn cưỡng duy trì được thế cục chiến trường lung lay sắp đổ. Chủ soái mới còn chưa giao thủ với Kim Tước lần nào, kết quả ra sao, chẳng ai biết được. Một khi tình thế bất lợi, đồng nghĩa với việc những chủ trương đổi tướng là sai, quyền nói chuyện sẽ trở về tay Mục Trác Chân. Mục Trác Chân vẫn muốn dùng la chiếu để chữa cháy, ít nhất vẫn phải chuẩn bị về phương diện này. Lần đầu tiên Mạc Cao đến đã nhìn thấy la chiếu như vậy, lần thứ hai cũng như thế, bây giờ là lần thứ ba ông ta phát hiện la chiếu vẫn không thay đổi ý chí tinh thần sa sút không gương dậy nổi muốn đại diện hoàng đế trấn an la chiếu một chút ông ta cũng không tìm được cơ hội bộ dạng của la chiếu bây giờ hoàn toàn không thể giao lưu một cách bình thường đại tổng quản gần đây tâm trạng của chàng ấy không được tốt cho lắm không thể làm cho la chiếu tỉnh lại được phùng quan nhi quay người bước xuống bậc thang lúng túng giải thích mạc cao lắc đầu tại sao lại đến tình trạng này chứ chờ khi nào y tỉnh lại mong phu nhân hãy cố gắng khuyên y một chút. Y còn trẻ, nhất thời thất bại không đáng là gì. Phu nhân hãy nói, bệ hạ vẫn còn quan tâm đến y. Phùng quan nhi hạ thấp người, vâng, ta nhớ kỹ rồi. Hai, mà cao lắc đầu quay người đi, la chiếu cứ tiếp tục như thế, làm sao mà tác chiến trên chiến trường. Tiễn khách xong, phùng quan nhi quay lại, thấy la chiếu sắp ngã xuống bậc thang, vội vàng bước đến đoạt bầu rượu trong tay y, đừng uống nữa. Mắt la chiếu say lờ đờ, đưa tay về phía nàng trả lại cho ta tiện nhân trả lại cho ta phùng quan nhi nắm lấy tay của y ngồi xổm trước mặt y mà khóc có như thế nào đi chăng nữa chàng cũng không thể có lỗi với bản thân mình được lý tưởng hào hùng của chàng đâu rồi chàng đã nói muốn trợ giúp đại tống nhất thống thiên hạ đại tổng quản nói rất đúng thất bại tạm thời không là cái gì cả chàng tỉnh lại đi chàng vẫn còn cơ hội tái xuất mà thiếp nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp chàng chàng không thể cứ tiếp tục như vậy mãi mắt say lờ đờ mở ra mấy phần la chiếu dường như tỉnh lại hơn một chút nàng nói giúp ta nàng nói không có nàng ta chẳng là cái gì sao đúng không cũng đúng nếu không nhờ có nàng bây giờ ta vẫn còn ngồi xổm trong đại lao kia phùng quan nhi lắc đầu không thiếp không phải có ý này thiếp tin tưởng năng lực của chàng la chiếu cố chấp lái sang một vấn đề khác rốt cuộc là nàng đã đi đâu phùng quan nhi đau khổ không phải là nàng không thể nói mà là không dám nói bây giờ nói ra, La Chiếu sẽ chết. Trong trạng thái này, La Chiếu nhất định sẽ liều lĩnh chạy đến đó liều mạng. Tình huống bây giờ, ai sẽ giúp La Chiếu đến gây sự với Mao Lư Sơn Trang nước yến chứ? La Chiếu chạy đến đó không phải muốn chết sao? Nàng ta không nói, La Chiếu lại đưa tay đoạt bầu rượu trong tay nàng ta. Trong lúc đoạt qua đoạt lại, La Chiếu tắt cho Phùng Quan Nhi một bà tay, thuận thế đạp cho nàng ta một cước ngã lăn xuống đất. Phùng Quan Nhi ôm bầu rượu không bỏ, La Chiếu đá liên tục nàng mấy cước. Dừng tay, một đệ tử lăng tiêu các hộ viện lao đến, một tay đẩy la chiếu ra, la chiếu, ngươi đừng có quá đáng. Ta quá đáng, ha ha, la chiếu lẩm bẩm vừa tự diễu vừa lung lay bỏ đi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cho dù Phùng Quan Nhi không nói, y cũng đoán được. Y muốn biết gã đàn ông đó là ai, nhưng Phùng Quan Nhi lại một mực bao che cho người đó không nói, trong lòng y cảm thấy rất tổn thương. Thiếu niên đắc chí hăng hái, thân cư cao vị, rút kiếm tứ phương, lời nói hùng hồn, có thể so độ cao với anh hùng trong thiên hạ, ai nghĩ đến chỉ một trận đại chiến đã lật đổ hết thảy. Đầu tiên là thảm bại dưới tay mông Sơn Minh, sau đổi lại kim tước cũng không thể làm gì. Kết quả, vừa quay về, phát hiện vợ của mình đi theo gã đàn ông khác. Nhớ đến trước đây y đã từng soi mói tình huống của anh hùng trong thiên hạ, bây giờ nói chúng hoang đường hay không hoang đường. Lúc này, y phát hiện mình chính là câu chuyện buồn cười nhất. Y còn nhớ lúc thẩm vấn, có người chỉ vào mũi y mà mắng to, Nói cái gì là binh giả hung hiểm, không thể khinh thường quốc chiến, nói y là loại hại dân hại nước. Cả một đời chưa hề thất bại như thế, không có thì thôi, đã có rồi thì cứ kéo đến lũ lượt, khiến cho y phải chịu đả kích không nhẹ. Tại sao lại biến thành như vậy? Tại sao? Phùng Quan Nhi ôm bầu rượu nằm dưới đất, khóc đến thương tâm. Đệ tử Lăng Tiêu các đỡ nàng ta dậy, có chút không đành lòng, muốn nói rồi lại thôi. Gần đây, La Chiếu không ngừng say rượu, uống say là đánh Phùng Quan Nhi đám đệ tử lăng tiêu các thật sự nhìn không vô, nhưng biết phải làm sao bây giờ. Người ta là vợ chồng, thanh quan khó gãy việc nhà, bọn họ cũng không thể đánh chồng của phùng quan nhi thành tàn phế hoặc giết cho hả giận được. Sau khi tu sĩ thế lực bốn biển tập trung lại, tất cả bắt đầu kéo dài trận tuyến, phái người tìm kiếm nơi đóng quân của thế lực chư quốc. Khi đã kéo được nhiều người đến hỗ trợ như vậy, thế lực không còn đơn bạc, căng thăng trong lòng nghiêu hữu đạo rốt cuộc cũng thả lỏng không ít. Nếu chỉ dựa vào mấy người bọn họ, hoàn toàn không có khả năng lấy được vị trí thứ nhất. Đương nhiên, bên phía bốn biển cũng tổn thất không nhỏ, bị bảy nước dày vò, tổn thất mất 500 người, chỉ còn lại 150.000 người. chương 1169, ta đã kéo được một nhóm người, một. Tạm nghỉ trên đường, chủ quản bốn biển âm thầm trao đổi ánh mắt, chậm rãi tản bộ sang một bên. Lén lút làm cái gì đó, Không cái thiên hỏi, phù hoa liếc mắt nhìn như hiếu đạo đang ngồi dưới gốc cây không xa, thấp giọng nói tìm người nước yến trước mọi người nhìn nhau dựa theo sách lược của nghiêu hữu đạo trước đó trước không động đến nước tấn nước tấn đang đau đầu tất nhiên muốn cướp của những người khác dùng nước tấn để nghĩ biện pháp tạo ra mâu thuẫn giữa bảy nước không còn gì thích hợp bằng để bên kia tiêu hao bên này cũng không nhàn rỗi cũng phải tranh thủ thời gian ra tay từ nước yếu trước ví dụ như nước triệu chỉ dựa vào mối thủ giữa nước triệu và nghiêu hữu đạo chỉ cần nghiêu hữu đạo đơn độc lộ diện người nước triệu tất nhiên sẽ truy sát dễ dàng lọt vào vòng vây Đối với Nhiêu Hữu Đạo mà nói, đây chính là chỗ tốt khi hợp tác với hắn. Ai cũng không ngờ đến trong tình huống như vậy, Nhiêu Hữu Đạo còn có một đội ngũ giúp đỡ. Gặp được hắn, ai cũng sẽ không suy nghĩ mà truy sát, nhất định sẽ thành công dụ địch. Nhưng nghe Phù Hoa nói, dường như còn có ý khác. Lãng Kinh không không khỏi hỏi, Phù Hoa, người có ý gì vậy? Phù Hoa đáp, Nhiêu Hữu Đạo là người của nước Yến. Không cái thiên nói, cái này không cần người phải nhắc nhở phù hoa nói tiếp cho dù hắn lấy được vị trí thứ nhất tất cũng phải trở về nước yến hắn không thể không có khả năng không quan tâm đến cơ nghiệp ở nước yến đoạn vô thường âm trầm nói rốt cuộc là ngươi muốn nói cái gì phù hoa hỏi lại ai dám cam đoan hắn sẽ không làm hại chúng ta ai dám cam đoan hắn và nước yến không cùng một bọn chẳng lẽ hắn nói cái gì chúng ta cũng phải nghe theo cái đó sao sau này chúng ta còn phải giúp hắn giày vò các nước nếu hắn quay lại hợp tác với nước yến xuống tay với chúng ta thì làm sao bây giờ mọi người đều đăm chiêu dường như hiểu ý tứ của nàng ta người của bốn biển đã bắt đầu kéo dài chiến tuyến ôm cây đợi thỏ chuẩn bị sẵn sàng nắm giữ vị trí của bảy nước nghiêu hữu đạo hoàn toàn không biết tình huống răng lưới tìm kiếm mục tiêu của mấy vị huynh đệ kết bái này có phát hiện được ai hay không cũng chẳng rõ tình huống đều do người của bốn biển khống chế sau một khoảng thời gian người phái ra đã có người quay lại thông báo Hồng Cái Thiên tìm Ngưu Hữu Đạo, nói, lão đệ, mục tiêu đã xuất hiện. Vâng, Ngưu Hữu Đạo lập tức lên tinh thần, dày vò lâu như vậy, cuối cùng cũng đã bắt đầu. Cả đám nhanh chóng tập kết nhân thủ chạy đến đó, đã có người âm thầm theo dõi mục tiêu, đồng thời để lại dấu hiệu liên lạc để bên này tiện thể đi theo. Địa vực quá lớn, tìm người không dễ dàng chút nào. Bọn họ đi tìm cũng tốn không ít thời gian, mất hai ngày sau mới tìm được địa điểm của mục tiêu. Sau khi tiếp cận mục tiêu, Mọi người ẩn mình trong rừng quan sát thành viên của mục tiêu đang đi tìm kiếm linh trùng. Lúc này, Nghiêu Hiếu Đạo phát hiện tình huống không ổn, quay đầu sang hỏi người của nước Yến. Hắn không biết mới là lạ, người đang bay qua bay lại tìm kiếm linh trùng chính là người của tử kim động nước Yến. Không nhìn ra người, chỉ nhìn trang phục môn phái thôi cũng có thể nhận ra. Hồng Cái Thiên lập tức quay sang trách cứ người dẫn đường, người làm việc thế nào vậy? Người nước Yến và người nước Triệu cũng không phân rõ sao. Là thuộc hạ sơ xuất, là thuộc hạ sơ suất, người dẫn đường liên tục nhận tội, không cái thiên quay sang nói với như hữu đạo, lão đệ, đi một chuyến cũng không dễ dàng gì. Chỉ bằng ra tay với nước yến trước, như thế nào? Như hữu đạo cao mày, cho thấy đám người phù hoa đang nhìn mình chầm chầm, lông mày giãn ra. Hắn dường như đã hiểu được chút gì đó, chẳng lẽ những người này không biết người mình đang theo dõi là ai sao? Trang phục của tử kim động rõ ràng như thế, lại theo dõi một thời gian dài, sao có thể nhìn thành người nước triệu? hắn không khỏi cười lạnh các người không yên lòng với ta muốn thăm dò ta sao ba người vu chiếu hành lập tức bước đến cảnh giác quan sát xung quanh không cái thiên nói lão đệ nói như vậy phù hoa giơ tay lên ra hiệu gã không cần giải thích lão đệ rốt cuộc là đệ cùng một bọn với chúng ta hay là cùng một bọn với nước yến chúng ta tối thiểu cũng phải rõ ràng đệ nói đi nghiêu hữu đạo nói cho nên các người mới đưa tôi đến chỗ nước yến đại tỷ các người đang làm đệ khó xử đấy Phù Hoa nói, để nói như vậy, chúng ta nghe không hiểu. Không phải để muốn giành vị trí thứ nhất sao? Chúng ta ra sức giúp để chém giết cướp đồ, đây là làm khó để sao? Như Hiếu Đạo nói, ta là tu sĩ nước yến, ta còn phải đặt chân tại nước yến, chuyện gì cũng tuyệt tình quá, ta sợ sẽ không cách nào quay về. Phù Hoa khẽ cười, để nói như vậy không phải mâu thuẫn lắm sao? Muốn lấy được vị trí thứ nhất, tất nhiên phải có được càng nhiều linh trùng càng tốt. Để bỏ qua cho bọn họ nguy hiểm của đệ mới càng lớn. Chúng ta dẫn đầu làm việc, cũng không thể làm không công được, đúng không? Vu Chiếu Hành và Vân Cơ nhìn nhau, đây không phải là huynh đệ kết bái, nào có huynh đệ kết bái nói chuyện với nhau như vậy chứ? Nếu kết bái mà có thể dùng được, chỉ sợ kết bái đã diễn ra khắp nơi trong giới tu hành này rồi. Ông ta tin Nhiêu Hiếu Đạo cũng biết chuyện này, nhưng Nhiêu Hiếu Đạo vẫn cứ làm cái chuyện không có ý nghĩa đó, dường như hắn đang có suy nghĩ khác. Nhiêu Hữu Đạo nói, "Để hiểu sự lo lắng của mọi người, nhưng về phía nước Yến, đệ tử có sắp xếp, sẽ không làm chậm chế mọi người." Phù Hoa ép hỏi, "Có sắp xếp gì? Có thể tiết lộ một ít cho chúng ta biết không? Có những lời không tiện giải thích trước mặt quá nhiều người." như Hữu Đạo cân nhắc một hồi, quyết định nói, "Mọi người ở đây chờ đệ, đệ đi một chuyến." Phù Hoa hỏi, "Đệ đi đâu?" như Hữu Đạo hất cằm về phía đệ tử Tử Kim Động đang tìm kiếm linh trùng, đi tìm bọn họ mọi người yên tâm đi đệ sẽ cho mọi người một câu trả lời về việc này nói xong hắn chuẩn bị lao đi phù hoa lên tiếng khoan đã bọn họ ở lại chúng ta cùng nhau chờ đệ nàng ta đưa tay chỉ ba người vu chiếu hành ba người không khỏi tức giận đám người kia không phải muốn giữ bọn họ làm con tin sao nghiêu hữu đạo hỏi đại tỷ có cần phải quá đáng như vậy không đệ không đáng cho tỷ tin tưởng phù hoa huynh đệ đây không phải là tin tưởng hay không tin tưởng Nói tin tưởng là tổn thương tình cảm, giao tình của chúng ta là một chuyện, trước mắt lại là một chuyện khác. Một mã thì một mã, phân rõ ràng vẫn tốt hơn. Nói ra tay với người của bảy nước là đệ, bây giờ thấy người của nước Yến mà không ra tay cũng là đệ. Đệ nói để có sắp xếp, để suy bụng ta ra bụng người, bảo chúng ta phải nghĩ như thế nào? Chúng ta bởi vì đệ mà đến đây, đệ đột nhiên nói muốn đi gặp người của nước Yến, chúng ta thật sự rất lo lắng nếu đệ mang người của nước Yến đến tập kích chúng ta thì làm sao bây giờ? Đệ cũng đừng trách tỷ tỷ lòng dạ hẹp hòi, chúng ta cũng chỉ cẩn thận thôi, đệ nói đúng không? Nghiêu hữu đạo gật đầu, đại tỷ nói rất có lý. Phù hoa phất tay ra lệnh, mau khống chế ba người kia lại. Khi người bên dưới đang định ra tay, vân cơ quát lớn, ai dám? Nói đùa cái gì vậy? Bị những người này khống chế, một khi trở mặt, tránh không khỏi cảnh cừu non bị làm thịt, chút cơ hội để phản kháng cũng không có. Phù Hoa nói, huynh đệ, đừng lo, tại sao chúng ta lại phải làm như vậy, có phải chúng ta nên nói chuyện lại với nhau một chút không? Lãng kinh không, hồng cái thiên, đoạn vô thường đều lạnh nhạt, không chút phản đối cách làm của Phù Hoa, ngược lại còn rất tán thành. Không cần, để tin tưởng tỷ, như Hữu đạo lắc đầu từ chối, sau đó nói với ba người vân cơ, ba người tạm thời chịu thiệt chút, ta sẽ nhanh chóng trở về. Cái này, vân cơ cao mày, như Hữu đạo nói, ta cam đoan, nếu ai động đến mọi người, người đó nhất định sẽ chết rất thảm. Trường 1170, ta đã kéo được một nhóm người, hai. Khóe miệng lãng thinh không nhếch lên, hồng cái thiên thì trầm ngâm, đoạn vô thường thì cười một cách quái lạ, phù hoa cười mỉm, hiển nhiên xem mấy lời của Ngưu hữu đạo nói chẳng khác nào trò cười. Thấy ba người không muốn, nhưng cũng cố mà kềm chế, phù hoa phất tay, lúc này có vài người đến chế trụ ba người vân cơ không còn phản kháng nữa. Con tin đã có trong tay, phù hoa mỉm cười đưa tay mời, đệ đệ, đi nhanh về nhanh, tỷ tỷ ở lại đây chờ đệ. Ngưu Hữu Đạo nhìn gương mặt căng cứng của ba người Vu Chiếu Hành một hồi, sau đó quyết định lách mình chạy đi. Là ai? Một tiếng kinh hô, ba đệ tử Tử Kim Động đang tìm kiếm lập tức tập trung lại. Phòng tình huống bất chắc xảy ra, người đến chính là Ngưu Hữu Đạo, hắn bay thấp trước mặt ba người, rơi vào một tán cây, sau đó cơ thể từ tán cây bật xuống. Ngưu Hữu Đạo, ba người kinh ngạc, nhất thời nhìn nhau, không biết nên xử lý như thế nào. Có một số việc chỉ có cao tầng Tử Kim Động biết, sẽ không hô lên cho tất cả cùng nghe ba người không biết nghiêu hiếu đạo có quan hệ bí mật với tử kim động chỉ biết hắn đang bị nước yến trục xuất bây giờ lại chủ động đến gần nghiêu hiếu đạo lên tiếng các người trở về thông báo cho nghiêm trưởng lão nói ta muốn gặp ông ấy một người nói nghiêu hiếu đạo ta khuyên ngươi một câu ngươi nên chạy càng xa càng tốt ngươi và trừ phong bình của linh kiếm sơn mâu thuẫn đến tình trạng như vậy người của linh kiếm sơn cũng đang ở gần đây nếu bị bọn họ phát hiện bọn họ sẽ không tha cho ngươi nghiêu hữu đạo nói làm phiền đã quan tâm ta và nghiêm trưởng lão có mật ước có một số việc các người không hiểu đâu cũng không cần biết quá nhiều chỉ cần trở về thông báo với nghiêm trưởng lão một câu để ông ấy nghĩ cách đến gặp ta bảo ta có chuyện quan trọng cần tìm ông ấy nhớ đừng cho người khác biết cứ lặng lẽ thông báo cho nghiêm trưởng lão là được nên làm thế nào trong lòng nghiêm trưởng lão tự biết nghe xong ba người hoàn toàn mơ hồ không biết tình huống như thế nào nữa thấy bọn họ do dự nhiều Hữu đạo nhắc nhở các ngươi chỉ trở về thông báo, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với các ngươi. Nhanh đi, nếu làm chậm trễ, các ngươi sẽ không đảm đương nổi trách nhiệm đâu. Nhớ kỹ, chỉ thông báo cho nghiêm trưởng lão, đừng để lộ tin tức cho người khác. Nếu không, nghiêm trưởng lão là người đầu tiên không bỏ qua cho các ngươi. Vừa lừa dối vừa hù dọa, nhiều hiểu đạo giải quyết xong phía của ba người này. Sau khi hai bên xác nhận phương thức gặp mặt, cả ba nhanh chóng rời đi. Sau gần nửa ngày, trưởng lão từ kim động nghiêm lập đến còn mang theo mấy người đứng dưới gốc cây trên đỉnh núi nhìn chung quanh nơi này là địa điểm gặp mặt nhưng lại không thấy nghiêu hữu đạo đâu nghiêu hữu đạo núp trong bóng tối quan sát chung quanh xác nhận không có vấn đề gì liền lách mình nhảy ra bay thẳng đến trước mặt những người này từ ngày chia tay trong bí cảnh đến giờ đã mấy tháng hiện tại gặp lại thấy nghiêu hữu đạo vẫn bình yên vô sự nghiêm lập không khỏi cảm khái lão đệ ủy khuất cho đệ rồi nhìn thấy đệ không có việc gì ta cũng yên tâm Thời gian trôi qua lâu như vậy, ông ta ít nhiều cũng lo lắng như hữu đạo bị người ta làm thịt. Chuyện mà tông môn nhắn nhủ, sợ là làm không xong. Đương nhiên, lo lắng thì lo lắng, có một số việc ông ta cũng bất lực. Tông môn cũng đã thông báo, nếu thực sự không được, cũng chỉ có thể từ bỏ như hữu đạo. Cũng không còn cách nào, xảy ra biến cố, như hữu đạo lại gây chuyện ở thiên cốc, không những phải đảm bảo vấn đề an toàn, mà còn phải lấy được hạng nhất trong năm nay. Nào có chuyện dễ dàng lấy được vị trí thứ nhất chứ? cho dù toàn bộ tu sĩ nước yến đoàn kết lại cũng chưa chắc làm được kết quả nghiêu hữu đạo lại cứng đối cứng với đám người trừ phong bình muốn lấy được vị trí thứ nhất cũng không phải chuyện đùa ông ta cũng bất đắc dĩ chỉ có thể buông tay mặc cho nghiêu hữu đạo tự sinh tự diệt nghiêu hữu đạo nghiêng đầu ra hiệu nghiêm lập hiểu ý phất tay đám người đi theo nhanh chóng tản ra phụ trách canh phòng bốn phía không còn ai nữa nghiêm lập nói để cũng biết ta và sơn hải và trừ phong bình hợp tác với nhau Ta đột nhiên rời đi như vậy, nếu thời gian quá lâu, bọn họ nhất định sẽ chú ý. Đệ nói ngắn gọn đi, Nưu Hữu đạo gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, ta bảo ba đệ tử kia thông báo, bọn họ sẽ không để lộ tin tức gì chứ. Nghiêm Lập Đáp, đệ đã dặn dò như vậy, bọn họ tất nhiên sẽ cẩn thận. Ta vừa nhận tin xong, cũng đã dặn dò lần nữa, đệ yên tâm đi. Đệ tìm ta có chuyện gì? Nưu Hiếu đạo hỏi, bên phía mọi người, nước yến có muốn lấy vị trí thứ nhất không? Nghiêm Lập Đáp, nếu có cơ hội, tất nhiên chúng ta cũng muốn tranh thủ vị trí thứ nhất rồi. Phần thưởng cũng không phải là con số nhỏ, để còn hỏi cái này. Hai, cho dù lấy được vị trí thứ nhất, đệ và bọn họ mâu thuẫn với nhau như thế, bọn họ cũng không có khả năng tặng lại cho đệ. Không phải ta không nói đệ, ta và Sơn Hải đã khuyên đệ, bảo đệ bình tĩnh để ổn định mọi chuyện, nhưng đệ lại không nghe lời, nhất định phải trở mặt với ông ta. Tại sao lại phải tự làm khổ mình chứ? Nghiêu Hữu đạo nói, nghiêm trưởng lão, ngài hiểu lầm ý của ta rồi. Ta chỉ muốn hỏi ngài, mọi người có nắm chắc giành được vị trí thứ nhất không? Cái này, Nghiêm Lập cười khổ, ta cũng không giấu gì đệ, có nắm chắc hay không cũng rất khó nói. Tất cả đều phải nhìn tình huống, nhưng từ trước đến giờ, nước Yến tiến vào bí cảnh Thiên Đô vẫn chưa từng lấy được vị trí thứ nhất. Nói thật, ta cũng không ôm hy vọng gì, có thể tận lực bảo toàn mạng sống của đệ tử trở về là được rồi. Nưu Hữu Đạo nói, được, đã không nắm chắc, vậy thì dứt khoát từ bỏ ý tưởng đó đi, quyết định giúp ta ta muốn nhờ nghiêm trưởng lão hỗ trợ ta lấy được vị trí thứ nhất nghiêm lập hỏi ta giúp đệ lão đệ không phải đệ đang nói đùa chứ nếu ta có thể giúp đệ lấy được vị trí thứ nhất sao còn nói là không nắm chắc chứ như hữu đạo đột nhiên ném ra một câu ta đã kéo được một nhóm người chuyện chém giết cướp đoạt không cần làm phiền nghiêm trưởng lão chỉ là muốn nhờ nghiêm trưởng lão phối hợp một chút thôi để có người sao nghiêm lập ngạc nhiên dò xét hắn từ trên xuống dưới hỏi thăm để có bao nhiêu nhân thủ Nghiêu hữu đạo đáp một hai ngàn người, nghiêm lập ngẩn người, số lượng người tiến vào bí cảnh là mười ngàn người. Toàn bộ nước Yến cũng chỉ có một ngàn người, nhưng cái tên trước mặt lại nói hắn có một hai ngàn người hỗ trợ. Ông ta không khỏi hoài nghi hỏi lại lần nữa, lão đệ, chuyện cười của đệ chẳng buồn cười chút nào. Đệ lấy đâu ra nhiều người giúp mình như thế? Nghiêu hữu đạo đáp, đám yêu ma quỷ quái ở hải ngoại. Bọn họ sẽ giúp ta lấy được vị trí thứ nhất, nghiêm lập trợn tròn mắt, dường như không thể tin nổi, bọn họ giúp đệ giành được vị trí thứ nhất. Lão đệ, đệ không nói đùa chứ. Như hiếu đạo nói, nghiêm trưởng lão, cho đùa mà ngài nói không khỏi quá nhiều rồi đấy. Ta không phải nói đùa, mà ta cũng không có thời gian nói đùa. Ngài cũng biết, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ta bị dồn vào đường cùng, nước yến lại không chịu giúp ta. Ta chỉ có thể đi tìm người khác. Mấy tháng nay, ta vẫn luôn bôn ba vì chuyện này. Bây giờ chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, ta cần nghiêm trưởng lão hỗ trợ nghiêm lập vẫn có chút khó tin cảm thấy chuyện này quá thần kỳ tại sao một số lượng lớn tu sĩ hải ngoại lại bị nghiêu hữu đạo lôi kéo toàn bộ ông ta hoài nghi hỏi tiếp tại sao bọn họ lại giúp đệ lão đệ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đệ cũng đừng hồ đồ đừng để người ta bán đứng mình việc này biết nói như thế nào đây đơn giản để lấy được vị trí thứ nhất bọn họ có được phần thưởng nghiêu hữu đạo thuật lại tình huống một cách đại khái trên cơ bản hắn hoàn toàn không giấu giếm về phần dùng thủ đoạn nào để lôi kéo đám người hải ngoại, hắn hoàn toàn không nhắc đến. chương 1171, ngoại trừ phiêu miểu các, không ai có thể giết được ta. Hắn chỉ nhấn mạnh một điều, bây giờ hắn đang gặp phiền phức. Đám người hải ngoại đang muốn khai đao với tu sĩ nước yến trước để chứng minh thành ý của hắn. Sau khi nghe xong, nghiêm lập không biết có nên cảm động hay không. Thật ra, nhiều hữu đạo không cần thiết phải tìm ông ta, chỉ là hắn không muốn ra tay với đệ tử tử kim động mà thôi. Về phần hai nhà khác, như hữu đạo không có ý định xen vào sống chết của bọn họ. Nhờ đó mà có thể thấy được thành ý gia nhập từ kim động của Ngưu hữu đạo. Hắn không hy vọng kết thù với bọn họ. Thật ra, nghiêm lập cũng hiểu sự bất đắc dĩ của Ngưu hữu đạo khi làm như vậy. Ngưu hữu đạo nhất định phải có được sự ủng hộ của một trong ba đại phái nước Yến để duy trì thế cục. Nếu trở mặt hết toàn bộ, cho dù còn sống trở về, tích lũy của Ngưu hữu đạo ở Nam Châu cũng xem như xong đời. Nhưng nghiêm lập vẫn không hiểu, đám người hải ngoại kia chưa từng lấy được vị trí thứ nhất. Lần này lại dám đối nghịch với bảy nước, lá gan không nhỏ nhỉ. Nghiêu hữu đạo nói, cũng bởi vì đệ đắc tội với quá nhiều người, thuận tiện tạo nên một trò dụ địch nho nhỏ. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, phần thưởng hạng nhất phong phú như vậy, có cơ hội mà nhịn không được cũng có thể hiểu. Nghiêm lập hình như ngộ ra điều gì đó, cười nói, trước đó ta đã từng gặp qua thế lực khác, cũng có qua lại. Chắc đệ không biết, đám người kia đã sớm ra tay với người của bảy nước bao gồm nước yến ngay từ đầu chúng ta đã truy sát bọn họ trước đó ta còn cảm thấy lạ không biết đám người hải ngoại kia uống nhầm thuốc gì lại dám chủ động tìm bảy nước gây phiền phức bây giờ ta xem như đã hiểu đúng là hám lợi đen lòng không biết sống chết khóe miệng nghiêu hữu đạo nhếch lên nhưng vẫn làm bộ ngạc nhiên đã sớm ra tay với bảy nước nghiêm lập ừm một tiếng nhưng đối với đệ mà nói cũng không phải là chuyện xấu ít ra đã cho đệ được một cơ hội nghiêu hữu đạo hỏi ý của nghiêm trưởng lão là đồng ý giúp ta nghiêm lập hơi trầm mặc bình thường mặc kệ ba phái cạnh tranh như thế nào đến nơi này rồi thì phải đoàn kết lại nếu không một cây làm chẳng nên non bây giờ muốn ông ta âm thầm bỏ qua hai nhà kia việc này không tiện quyết định cho lắm suy nghĩ một hồi ông ta hỏi chỉ cần đệ tử tử kim động tránh ra là được sao nghiêu hữu đạo đáp tất nhiên là phải tránh rồi nhưng vẫn phải phối hợp một chút Ngài hãy giúp ta nắm giữ phương vị bố trí thành viên của hai nhà khác, đừng để ta đi lầm hướng, rất dễ ngộ thương đệ tử tử kim động." Nghiêm Lập nói, "Để muốn ta bán đứng hai nhà kia, mật báo cho đệ." Như Hữu Đạo nói, "Không những như vậy, nếu như có thể, vạn nhất, ta nói là vạn nhất nhé, cuối cùng linh trùng trong tay ta không đủ, hy vọng Nghiêm trưởng lão có thể đem phần của nước yến giao cho ta." Nghiêm Lập cau mày, "Cho đệ, vậy tử kim động làm sao mà ăn nói với hai nhà khác?" Ngưu Hữu Đạo nói, chỉ cần thực lực hai nhà kia bị hao tổn, tử kinh động phối hợp với ta làm chút chuyện ngoài ý muốn còn không dễ dàng sao. Cái này, nghiêm lập lắc đầu, khổ sở nói, Ngưu Hữu Đạo, không phải là ta không muốn giúp đệ, mà là làm như vậy không thích hợp. Xếp hạng chót, mặt mũi nước yến cũng khó coi. Với lại, đệ cũng phải hiểu một điều, cho dù không lấy được vị trí thứ nhất, chỉ cần thứ hạng tốt một chút, phần thưởng của phiêu miểu các cũng khá phong phú. Đệ bảo ta từ bỏ lợi ích phong phú đó, sau khi trở về, ta phải ăn nói với môn phái như thế nào. Đệ không phải đứa bé 3 tuổi, đến cấp độ như đệ chắc là có thể hiểu. Nơi nào có người tất có phân tranh, nội bộ của một môn phái lớn luôn có những người không dễ nói chuyện. Như Hữu Đạo nói, ta chỉ nói là vạn nhất, nếu không đủ mới lấy ở bên này. Còn nếu như đủ, một chút của mọi người ta cũng không lấy. Các người có được bao nhiêu thì giữ bấy nhiêu. Nghiêm lập nói, nếu ta đã phối hợp với ngươi, thực lực của nước Yến sẽ bị tổn thất, thứ tự xếp hạng chắc chắn sẽ bị giảm xuống. nghiêm trưởng lão, ngài hãy nghe ta nói hết. như hữu đạo đưa tay chặn lại, đúng, không sai, thực lực nước yến hao tổn sẽ ảnh hưởng đến thứ tự của nước yến, cũng ảnh hưởng đến lợi ích mà tử kim động lấy được. nhưng chỉ cần ta còn sống trở về, ta sẽ là người của tử kim động. lợi ích của nam châu chẳng lẽ không bù được cho phần tổn thất này? với lại, ta có thể hứa với nghiêm trưởng lão một điều, một khi bất đắc dĩ nhất định phải lấy linh trùng trong tay nước yến để có được vị trí thứ nhất ta cũng không để cho nghiêm trưởng lão khó bàn giao lại khi trở về. Ta nguyện dâng lên phương pháp cất rượu cho tử kim động. Có lý do này để thoái thác, sau khi nghiêm trưởng lão trở về có thể bàn giao lại hay không? Cái này, nghiêm lập trầm ngâm, ánh mắt lóe lên. Sau khi cân nhắc một phen, cuối cùng ông ta cũng gật đầu, lão đệ đã có thành ý như thế, nếu ta còn không đồng ý thì không khỏi quá cay nghiệt. Được, cứ quyết định như vậy đi, nghiêu hữu đạo mỉm cười. Hai người trâu đầu ghé tai, mưu đồ bí mật kỹ càng công việc hợp tác. Đợi mọi thứ đã được chuẩn bị thỏa đáng, Ngưu Hiếu đạo khẩn cầu tiếp, nghiêm trưởng lão, nếu có cơ hội, không ngại tận lực tìm giúp ta một ít linh trùng, phòng bên này của ta có bất chắc. Trong tình huống cần thiết, cứ châm ngòi thổi gió, để nước yến chém giết với các thế lực khác, tiêu hao thực lực các nước, cũng tiện giảm bớt áp lực ra tay cho bên ta. Đây cũng là nguyên nhân hắn lôi kéo thế lực hải ngoại nhưng lại không muốn động đến nước yến. Nước yến chính là nội bộ của hắn, hắn nắm chắc thuyết phục được từ kim động làm nội ứng cho hắn, sớm muộn gì cũng là vật của hắn, hắn không cần phải dùng sức mạnh. Chỉ là đám người hải ngoại kia đã làm dối tiết tấu mưu đồ của hắn. Lời nói này quá thẳng thắn, nghiêm lập cười khổ, đệ không hề biết khách sáo chút nào. Như hữu đạo nói, ta ngược lại cũng muốn khách sáo lắm, nhưng lại không có bất kỳ vốn liếng nào để khách sáo. Ta chỉ là được ăn cả ngã về không, không còn đường lui, mong rằng nghiêm trưởng lão giúp cho ta. Chỉ cần ta còn sống trở về, gia nhập từ kim động ta tất nhiên sẽ đứng về phía nghiêm trưởng lão chuyện nào liên quan đến nghiêm trưởng lão ta sẽ tận lực ủng hộ nghiêm lập cao mày cười như không cười đưa tay vỗ cánh tay như hữu đạo khi như hữu đạo đến tìm đám người hải ngoại trời cũng đã tối hai bên chạm mặt phù hoa mỉm cười hỏi rốt cuộc thì lão đệ cũng đã trở về đi lâu như vậy đệ đã làm được cái gì rồi như hữu đạo tìm kiếm ba người vô chiếu hành thấy ba người không có việc gì hắn nhẹ nhàng thở ra hắn bước đến giải khai cấm chế trên người ba người. Sau khi xác nhận cả ba không có vấn đề gì, hắn mới quay đầu trở lại, nói, đại tỷ, đệ đã bảo là đệ đi sắp xếp một chút rồi mà. Trong nụ cười của phù hoa che giấu một hương vị không thể nói rõ, cũng không thể tả được, đệ là tu sĩ nước Yến, chạy đến nước Yến sắp xếp, rồi ra tay với người của nước Yến, thích hợp sao? Như Hữu đạo nói, đệ biết các người lo lắng chuyện gì. Không phải như các người đã nghĩ đâu, dù sao đệ cũng xuất thân từ nước Yến, bên phía bọn họ nhiều ít cũng có người của đệ. Lần này đệ đi tìm nội ứng, dễ dàng giúp chúng ta thăm dò tình huống, tránh để xảy ra sơ suất. Ánh mắt phù hoa hiện lên sự hứng thú, thì ra là thế. Tin hay không tin, đoán chừng phần không tin chiếm đa số. Như hữu đạo cũng chẳng quan tâm thái độ quái đản của nàng ta. Hắn mời tất cả chủ quản bốn biển đến một chỗ, bảo bọn họ sắp xếp người đi tiếp nhận tin tức. Nghiêm lập sẽ an bài người để lại thông tin. Đương nhiên, Nghiêu hữu Đạo sẽ không nói cho bên này biết hắn đang hợp mưu với nghiêm lập. Trời tối, kế hoạch dụ địch không tiện thực hiện, đành phải đợi đến sáng sớm rồi mới tính. chương 1172, tên này còn sống. Một, hôm sau, Phù Hoa phái người đi lấy tin tức nghiêm lập để lại. Tin là mật tín, Nghiêu hữu Đạo có được thông tin, liền dẫn người đến chỗ mà nghiêm lập đã nhắc nhở để tìm kiếm. Không ngoài dữ liệu, những thành viên đã mai phục tại vị trí trước đó, quả nhiên phát hiện có tu sĩ nước Yến, là tu sĩ của Linh Kiếm Sơn. Tử Kim Động vốn né tránh hành động lần này, Nhiêm lập đương nhiên sẽ không thông báo hướng đi của đệ tử Tử Kim Động. Như hữu đạo cũng tương đối có hứng thú với đệ tử Linh Kiếm Sơn. Ai bảo trừ phong bình bức hắn vào chỗ chết chứ? Sau khi xác nhận tình huống xong, Phù Hoa cười nói, lão đệ, bây giờ phải xem đệ rồi. Chuyện dụ địch vốn đã được coi trọng từ trước, muốn thuận tiện cho kẻ địch phát hiện như hữu đạo, kịp thời tìm được người một cách dễ dàng, lại không thể vì động tính đánh nhau quá lớn dẫn đến người của kẻ địch đến càng đông hơn. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, bọn họ sẽ không cách nào tập trung được ưu thế lực lượng tiêu diệt kẻ địch. Diễn ra khoảng vài lần như vậy, bên này sẽ xong đời trước, hoàn toàn chơi không nổi. Cho nên, như hữu đạo tự mình xuất hiện, còn phải dụ kẻ địch đi xa một chút. Quá trình có thể nói là khá nguy hiểm, như hữu đạo nói các người đưa linh trùng cho ta dùng một lát. Đoạn vô thường trầm giọng hỏi, đưa linh trùng của chúng ta cho ngươi. Nhiêu Hữu Đạo nói, bây giờ các người động đến người của nước Yến vốn là một sai lầm. Ta là tu sĩ của nước Yến, liên quan đến rất nhiều người ở nước Yến, mặc dù bọn họ đuổi theo ta, nhưng chưa chắc đã truy sát ta. Nếu không phải chỉ muốn đuổi ta đi mà muốn giết ta, sẽ không chờ đến bây giờ. Có linh trùng, hiệu quả dụ địch sẽ tăng cao hơn. Hắn nói dường như cũng có lý, nhưng đưa linh trùng cho hắn thì có chút không ổn. Vẫn là Phù Hoa nói giúp cho hắn, cứ xử lý như hắn nói. Nói xong, nàng ta bảo người bên cạnh đưa linh trùng tìm được ra. Có nàng ta dẫn đầu, lãng kinh không, hồng cái thiên, đoạn vô thường nhìn nhau một cái, sau đó đều làm theo. Đương nhiên, bọn họ cũng không đưa hết, phải chừa lại một ít để phòng thân chứ. Ở cái nơi quỷ quái này, không có linh trùng là không sống được. Bỏ hết linh trùng vào trong bao, như hữu đạo vác bao lên người. Ba người vu chiếu hành đang định đi cùng hắn, phù hoa lại ngăn cản. Nàng ta chỉ ba người, các người ở lại. Phu Chiếu Hành trầm giọng nói, không phải các người định để một mình hắn đi dụ địch chứ. Một khi bị cao thủ đối phương truy sát, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nếu để ấy cần người bảo vệ, bên phía chúng ta có thể sắp xếp người. Phù Hoa lạnh lùng nói, sau đó quay sang nhìn Ngưu Hữu Đạo, mỉm cười nói tiếp, lão đệ, linh chủng của chúng ta đã đưa cho đệ, nếu chẳng may đệ cầm của chúng ta chạy mất thì sao? Chúng ta biết tìm ai mà đòi đây, mặc kệ đệ thích hay không thích, ba người bọn họ nhất định phải ở lại làm con tin nàng ta trực tiếp nói thẳng, chẳng cần nói quanh co. Các người ở lại đi, Nghiêu Hữu Đạo khuyên ba người vô chiếu hành một câu, sau đó quay sang nói với Phù Hoa, ta đi một mình là được, không cần phải bảo vệ. Vân Cơ phản đối, không được, quá nguy hiểm rồi. Nghiêu Hữu Đạo Trần An, cho dù gặp phiền phức, ta nhất định phải chạy thoát một mình. Bất luận thế nào cũng phải dụ cho được người đến, một khi bên này có người nhảy ra can thiệp, tất cả sẽ bại lộ, chẳng những không dụ được người, lại còn bị đối phương phát giác. Ba người hiểu ý của hắn, đã đến nước này, nhất định phải cẩn thận hơn, không được để xảy bất kỳ sai lầm nào. Một khi kế hoạch bị bại lộ, cho dù hắn có thể tránh thoát được trước mắt, nhưng cũng tránh không khỏi một kiếp của toa như lai. Cho nên, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Vân cơ đang định nói điều gì, nhiều hiểu đạo đã đưa tay ngăn lại, mọi người yên tâm đi, trên người của ta có thiên kiếm phù, không nắm chắc, đối phương sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ đối với ta. Phu Chiếu Hành nói, trước khi các nước vào đây, hẳn đã vung tay mua sắm phù triện. Trong tay đối phương nhất định cũng có thiên kiếm phù, Ngưu Hữu Đạo tiếp tục trấn an, nói một câu rất ngang ngược, ở đây, ngoại trừ phiêu miểu các, không ai có thể giết được ta. Ta đã dám đi, tất có nắm chắc, không có việc gì đâu. Nghe xong, biểu hiện của lãng kinh không, phù hoa, hồng cái thiên và đoạn vô thường đều khác nhau, nhưng ý trào phúng vẫn chiếm đa số. Đã bị bước đến mức này rồi mà còn dám mạnh miệng. Theo bọn họ nghĩ, không nói. Những người khác, chỉ cần bọn họ thôi, muốn giết chết Nghiêu Hữu Đạo cũng là chuyện quá dễ dàng, Nghiêu Hữu Đạo bồi thêm một câu, yên tâm đi, ta còn chưa đến mức muốn chết đâu. Ba người vu chiếu hành nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải, cũng không biết hắn lấy đâu ra niềm tin để khoác lác nữa. Thấy Nghiêu Hữu Đạo đã trấn an ba người kia xong, phù hoa phất tay ra hiệu, lại có người tiến lên nhanh chóng chế trụ ba người. Ánh mắt ba người nhìn phù hoa lộ ra vẻ chán ghét. Trước đó, bọn họ còn cho rằng Hồng Cái Thiên là tên đáng ghét nhất bây giờ xem ra ả yêu nữ này mới thật sự khiến người ta không ưa nổi không cái thiên chỉ là miệng hơi thối một chút mà thôi còn ả yêu nữ này lại thích bóp mệnh căn của người ta quá độc ác rồi như hữu đạo thấy ba người một lần nữa vì hắn mà bị quản chế hết thầy chỉ để trong lòng không nói gì thêm chỉ dặn dò đám người phù hoa các người hãy chuẩn bị sẵn sàng phù hoa mỉm cười để cứ yên tâm chỉ cần đệ làm xong mà không để xảy ra vấn đề gì bên phía chúng ta cũng sẽ không có vấn đề cảm thấy không cần phải nhiều lời nữa nghiêu hữu đạo quay người bay đi trước mặt mọi người thấy nghiêu hữu đạo đã rời đi phù hoa quay lại bước đến trước mặt ba người vu chiếu hành cười hỏi các người nói hắn có thể ôm hết linh chủng của chúng ta đi không ba người không lên tiếng phù hoa hỏi các người đoán xem nếu hắn chạy mất chúng ta sẽ làm gì ba người các ngươi ba người mỗi người quay đầu sang một bên vẫn không lên tiếng không muốn nói nhảm với ả yêu nữ này phù hoa dừng bước trước mặt vu chiếu hành tặc lưới, phu chiếu hành, ta rất hiếu kỳ, mẹ con bọn họ đắc tội với nước triệu, bất đắc dĩ phải ở lại Nam Châu nước Yến để giúp Nhiêu hữu đạo, cái này thì ta còn hiểu được, nhưng còn ngươi thì sao? Phu chiếu hành, tình huống của ngươi như thế nào? Ngươi đường đường là cao thủ xếp hạng thứ 6 đan bảng, tiêu diêu tự tại tốt biết bao nhiêu, nhưng lại cứ khăng khăng với Nhiêu hữu đạo, khiến ta nghĩ hoài mà không ra. Nói cho ta nghe đi, hắn cho ngươi chỗ tốt gì, hay là bắt được nhược điểm gì của ngươi? Phù hoa nói xong, lãng kinh không, hồng cái thiên, đoạn vô thường không khỏi suy nghĩ. Mẹ con Vân Cơ cũng quay đầu nhìn Vu Chiếu Hành, đối với chuyện này, mẹ con bọn họ cũng cảm thấy rất kỳ quái. Vu Chiếu Hành im lặng, không nói lời nào. Phù Hoa bật cười, nếu là chỗ tốt, vậy thì không nên. Mặc kệ chỗ tốt gì cũng không đáng cho người phải chết vì hắn ở đây. Theo ta thấy, chắc là người đã bị hắn nắm lấy nhược điểm nào đó rồi. Phù Hoa sát mặt lại gần Vu Chiếu Hành, nhược điểm gì vậy? ngươi nói ra đi có lẽ chúng ta sẽ giúp được cho ngươi phu chiếu hành ngửi được mùi nguy hiểm trên người phụ nữ này mặt không chút thay đổi cách xa ta ra một chút ha ha phù hoa phủi cọng cỏ dính trên bờ vai của vu chiếu hành được ta nghe ngươi cách ngươi xa một chút nhưng ta thấy ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ khi nào nghĩ thông suốt ngươi có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào ngươi qua đỉnh núi bên kia tìm thử xem còn ta qua bên này sư huynh huynh nhìn kìa, bên trong khu rừng sau khi ba đệ tử linh kiếm sơn tìm kiếm linh trùng tập trung lại với nhau chuẩn bị lên kế hoạch phương hướng tìm kiếm linh trùng cho riêng ba người lần nữa một người đột nhiên đưa tay chỉ hai người kia thuận thế nhìn lại chỉ thấy trong núi có khói dâng lên chương 1173, tên này còn sống hai ba người nhìn nhau nhanh chóng lách mình vào trong rừng tránh cho bị phát hiện ba người mượn rừng cây che giấu nhảy lên từng trạc cây muốn tiến lên xem xét động tính khi đến gần khu vực có khói bốc lên ba người lại càng cẩn thận hơn, lặng yên không một tiếng động bí mật tiếp cận. Sau khi ẩn thân trên một tán cây cách mục tiêu một khoảng cách nhất định, ba người cẩn thận đẩy tán cây che chắn, như người nhìn trộm. Chỉ thấy bên khe núi có một người đang ngồi, hình như đói bụng nên đốt lửa nướng thịt, đồng thời kiểm kê thu hoạch trong bao. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống, chiếu sáng đống đồ trong bao, là linh chủng đếm không hết. Là nghiêu hữu đảo, một người nhỏ giọng thì thầm bên tai hai người kia, hai người kia gật đầu, tất cả đều nhận ra. Một người lên tiếng, hắn lấy ở đâu ra nhiều linh chủng như vậy. Còn phải nói sao, cũng có thể là người khác cho hắn, hoặc hắn đoạt được, mà có khi hắn may mắn, gặp được một rừng linh thụ. Thu hoạch không nhỏ nha, xem ra tên nhóc này vì muốn giành được vị trí thứ nhất mà liều mạng như vậy. Sâu kiến còn ham sống, vì mạng sống, ai cũng phải nỗ lực, nhưng tên này chỉ có một mình, đúng là rất đáng thương. Ủa, không phải đám người vu chiếu hành đi cùng với hắn sao? Tại sao lại chỉ có một mình hắn? Ngươi không nghĩ đến tình huống của hắn à? Đi theo hắn đồng nghĩa với việc sẽ gặp nguy hiểm. Lâu như vậy rồi, đổi lại là ngươi, ngươi có còn đi theo hắn nữa không? Nhất định là chạy mất dép. Cũng đúng, sư huynh, linh trùng trong tay hắn không ít, nếu chúng ta mang về, khẳng định sẽ lập công lớn. Chúng ta có cần một người đưa tay làm động tác cắt cổ, ám chỉ có nên giải quyết nghiêu hữu đạo để cướp đồ hay không? Ngươi điên rồi sao? Ngươi không nhìn thấy hắn làm gì ở Thiên Cốc à? Ngay cả trưởng lão ba đại phái nước triệu cũng bị hắn giết chết. Trong tay hắn có thiên kiếm phù, chúng ta đụng vào sẽ chết ngay. Ngươi cho rằng hắn sẽ cố kỵ thân phận của chúng ta mà không dám hoàn thủ hay sao? Hơn nữa, hắn liên quan không nhỏ đến nước Yến. Trước đó, trừ trưởng lão còn phải buông tha cho hắn. Không được lệnh của phía trên, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng những không giành được công lao mà còn phạm phải sai lầm. Vậy phải làm sao bây giờ? Cứ như vậy mà buông tha cho hắn, Đường ai nấy đi, xem như chưa nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đúng vậy, sư huynh, nhiều linh trùng như thế, bỏ qua thì tiếc lắm. Chúng ta có cần trở về thông báo một tiếng hay không? Ta cũng có ý này, hai người tiếp cận hắn, ta trở về bẩm báo, xem phía trên quyết định như thế nào. Vâng, sư huynh đi nhanh về nhanh, nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận, không được để cho hắn phát hiện, đánh rắn động cỏ. Cho dù hắn rời đi, cũng không được theo dõi quá gần. Nhớ phải để lại ký hiệu theo dõi. Chúng đệ hiểu, hai người gật đầu đồng ý, một người yên lặng rời đi. Sau nửa canh giờ, trong khe núi, như hiểu đạo ăn no đứng dậy, cõng bao linh trùng đã được buộc chặt, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, sau đó bay về một hướng. Hai người trốn ở chỗ tối nhìn nhau, đợi như hiểu đạo cách xa một chút, hai người mới chạy ra khỏi chỗ ẩn núp, âm thầm theo dõi, thỉnh thoảng ngoi đầu lên từ tán cây để quan sát, theo sát như hiểu đạo không buông, trên đường đi còn lưu lại dấu hiệu chỉ đường cho linh kiếm sơn mấy chục thành viên của ba đại phái nước Yến tập trung lại, vừa tìm kiếm chung quanh, vừa tiến lên phía trước. Một bóng người lướt đến, chính là đại đệ tử của trừ phong bình Thái Kim Tề. Gã bước lên, ám chỉ trừ phong bình tạm thời rời khỏi sơn hải trưởng lão của tiêu giao cung và nghiêm lập trưởng lão của tử kim động. Một đám người đồng hành tìm kiếm linh trùng, lúc gần lúc xa cũng là chuyện bình thường. Sơn hải chẳng quan tâm, còn nghiêm lập thì liếc nhìn phản ứng của trừ phong bình. Chuyện gì vậy? Trừ phong bình hỏi đệ tử của mình một câu. Thái Kim tề đáp, phạm sư đệ có việc muốn bẩm báo với sư phụ. Đệ ấy nói đã phát hiện được nghiêu hữu đạo, trừ phong bình có chút ngoài ý muốn, hắn còn sống sao? Tại sao lại sống đến giờ mà vẫn chưa chết? Thái Kim tề đáp vâng, hắn chẳng những chưa chết mà còn sống rất tốt. Tổ của Phạm Sư Đệ phát hiện trên người Nhiêu Hữu Đạo có rất nhiều linh trùng. Rất nhiều, Trừ Phong Bình nhấn mạnh, Thái Kim Tề gật đầu. Sau khi Trừ Phong Bình phất tay ra hiệu, lập tức dẫn ông ta đi gặp vị Phạm Sư Đệ tạm thời còn chưa lộ diện. Sau khi hai người đến một sơn cốc gần đó, vị phạm sư đệ nhanh chóng đến chào. Trừ phong bình phất tay, ra hiệu không cần đa lễ, người hãy thuật lại tình huống đi. Vâng, hồi trưởng lão, trong lúc vô tình chúng đệ tử đã gặp được Nhiêu Hữu Đạo. Phạm sư đệ thuật lại tình huống một cách rõ ràng. Trừ phong bình nghe xong liền cao mày, chỉ có một mình hắn, không có ai khác. Phạm sư đệ, vâng, chúng đệ tử đã lặng lẽ quan sát, chỉ có một mình hắn, không phát hiện ai khác. Trừ phong bình lại hỏi, theo các người thấy, trong tay hắn có bao nhiêu linh trùng? Cái này, phạm sư đệ suy nghĩ một lát, sau đó đưa tay vẽ một cái vòng đại khái, nhất định là không ít, là một bao lớn như thế này, đoán chừng cũng phải mấy trăm ngàn cây. Hít, trừ phong bình hít một hơi, vừa vuốt dâu vừa lẩm bẩm tên nhóc này, cũng không biết là do may mắn hay là do đoạt được. Nhưng bất kể thế nào, cũng có thể nhìn ra được hắn không phải chỉ có hư danh. Hầu như chuyện gì hắn cũng có thể làm được, năng lực không nhỏ chỉ một mình hắn lại có thể tìm được nhiều linh trùng như thế. Phạm sư đệ cúi đầu, hỏi do, trưởng lão, hai vị sư đệ còn lại vẫn đang theo dõi, chúng ta có cần rút người về hay không? Trừ phong bình quay sang hỏi đệ tử của mình, người thấy thế nào? Thái Kim Tề đáp, như hiếu đạo dĩ nhiên là đang cố gắng tìm kiếm linh trùng, nhưng cho dù có cố gắng đến cỡ nào, cũng khó mà lấy được vị trí thứ nhất. Nếu chỉ vì tiêu diệt hắn, chúng ta không ra tay, hắn cũng chưa chắc có thể qua được cửa ải của phiêu miều các chúng ta chẳng đáng phải lẫn vào chuyện này cho dù là các thế lực khác chỉ sợ cũng sẽ nghĩ như chúng ta nếu đích thân ra tay chẳng những sẽ gặp phiền phức ngược lại còn dẫn đến sơ hở để hắn chui qua tên này chỉ có một mình nhưng lại có nhiều linh chủng như thế có thể thấy được hắn không từ bỏ hy vọng được sống sót dựa vào năng lực của hắn kết quả cuối cùng cũng khó mà biết được nếu bây giờ chúng ta động đến hắn trong tay hắn đang có thiên kiếm phù muốn không phí sức đoạt được vật sợ là hơi khó Gã không nói là có đoạt linh trùng trong tay Ngưu Hữu Đạo hay không, chỉ phân tích khả năng có thể xảy ra mà thôi. Trừ Phong bình vuốt râu suy nghĩ, chợt mắt sáng lên, dường như đã đưa ra quyết định, gọi tư đồ rượu đến đây, không được kinh động đến hai nhà khác. Thái Kim Tề lập tức hiểu ý của sư phụ, chính là hạ quyết tâm ra tay. Mặc dù ba phái liên thủ tranh đoạt thứ tự, nhưng sau khi có được phần thưởng, việc phân phối sẽ dựa vào số linh trùng mà mà từng phái đã cống hiến. Không kinh động đến hai nhà khác, chính là muốn nuốt một mình nhưng ông ta lại cố kỵ thiên kiếm phù trong tay như hữu đạo. Bọn họ không muốn bỏ ra một cái giá quá lớn, cho nên mới lợi dụng người của vạn động thiên phủ để cùng ra tay, dễ dàng chiếm tiện nghi hơn. Hiểu thì hiểu, nhưng Thái Kim Tề vẫn nhắc nhở, sư phụ, với quan hệ giữa vạn động thiên phủ và nghiêu hữu đạo, chắc không có chuyện gì xấu xảy ra chứ. Trừ phong bình khinh thường nói, bọn họ dám sao, nếu bọn họ thân thiết, sẽ không bỏ mặc hắn như vậy. Quan hệ hư tình giả ý, chỉ là trò cười mà thôi. Tư đồ rượu đi rồi lại quay lại, sắc mặt không được tốt lắm. Mấy trưởng lão ở hiện trường cũng đều thấy được, cũng chỉ có mấy người bọn họ, những người khác đều ra ngoài tìm kiếm linh trùng hết rồi. Có người hỏi trưởng môn, trừ phong bình tìm ngươi làm gì thế? Tư đồ rượu, bọn họ phát hiện được dấu vết của Nhiêu Hữu Đạo, hiện tại Nhiêu Hữu Đạo đang thân cô thế cô, hắn đang bị bọn họ theo dõi rồi. Trường 1174, chữ ngựa chết thành ngựa sống. Mấy người nhìn nhau, dáng vẻ vô cùng ngạc nhiên. Lê Vô Hoa thử hỏi thăm, có liên quan đến chúng ta không thế? Tư đồ diệu, họ chỉ muốn ép chúng ta hãm hại nghiêu hữu đạo cùng với bọn chúng. A, à, mất người lắp bắp kinh hãi, có người nói, làm gì đến mức phải oán hận như thế, đã đuổi nghiêu hữu đạo đi rồi, cũng tức là đã đẩy nghiêu hữu đạo vào đường cùng rồi, vì sao lại phải tóm mãi không buông, tự chuộc lấy phiền phức. Để nghiêu hữu đạo sống chết mặc bay không được sao, tư đồ diệu lắc đầu, tỏ ý không biết, không thể kéo dài được, chúng đang đợi chúng ta, chúng yêu cầu chúng ta phải đưa 20 người cho chúng, mau đi triệu tập người đi. Lê Vô Hoa, trưởng môn, trong tay Nhiêu Hiếu Đạo có thiên kiếm phù, hơn nữa chúng ta đều biết, tên đó có thể sống được đến hôm nay không phải chỉ ngồi không, triều định nước Yến phái ra lực lượng lớn đến như vậy cũng chẳng làm gì được hắn, một khi hắn đã may mắn trốn được, thì lần này chúng ta đã đắc tội ép hắn vào chỗ chết rồi, người có nghĩ sau khi hắn trở về, vạn động thiên phủ chúng ta sẽ gặp phải hậu quả gì không? Hắn có thể hành chúng ta đến sụp đổ bất cứ lúc nào. Trong những người này, ông ta không muốn làm hại Nghiêu Hữu Đạo nhất, ông ta nợ Nghiêu Hữu Đạo một cái ơn không gì trả được. Tư đồ diệu, chính vì trong tay hắn có thiên kiếm phù, bởi vì lo rằng vì thế mà khó đối phó được với hắn, sợ là sẽ có sơ hở nào đó, cho nên mới phải huy động nhiều người như vậy, vì vậy nên chúng mới tìm đến chúng ta. Tất nhiên ta biết hậu quả nếu như Nghiêu Hữu Đạo trốn thoát được, nhưng chúng ta có thể làm gì bây giờ? Nếu như không nghe lời chúng, chúng có thể giết chết chúng ta ngay bây giờ, người nghĩ là Sơn Hải và nghiêm lập sẽ đắc tội với Chử Phong Bình vì chúng ta à? Lê Vô Hoa, đây cũng là ý của hai bên đó sao? Tư Đồ Diệu, không phải, hẳn là hai người họ vẫn chưa biết chuyện Chử Phong Bình che giấu bọn họ. Lê Vô Hoa lập tức nói, trưởng môn, hay là âm thầm tiết lộ cho hai bên kia biết, nếu như bọn họ có thể tham gia cùng chúng ta, chúng ta cũng đỡ bị kẹp ở thế khó xử. Tư Đồ Diệu nhíu mày, sư đệ, có phải ngươi hồ đồ rồi không? Một khi đã để lộ tin tức ra ngoài người đầu tiên trừ phong bình nghi ngờ chính là chúng ta. Hơn nữa, nếu như hai bên như muốn để yên cho ngưu hữu đạo thì cũng không tới nước này. lê vô Hòa yên lặng không nói gì, người cứ ở lại đây. tư đồ diệu ơ thờ dặn dò một tiếng, ông ta cũng thấy được lê vô hoa muốn ngăn cản bọn họ ra tay giết ngưu hữu đạo. về phần vì sao lại thế, không chỉ ông ta mà những trưởng lão khác cũng biết được phần nào. lúc lê vô hoa trấn giữ ở kim châu, chắc chắn ông ta cũng có kết bạn với ngưu hữu đạo. sau đó từ đồ diệu tập hợp mọi người rồi đích thân đưa họ xuất phát cũng hết cách. Ý của trừ phong bình là buộc ông ta phải lựa chọn đứng bên nào. Một bên là một mình như hữu đạo, một bên là đám thú khổng lồ ở linh kiếm sơn này, nên chọn thế nào hẳn không phải nghĩ nhiều. Vì vạn động thiên phủ, vì để những người này có thể sống sót trở về, từ đồ diệu cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể vứt tình bạn với nhưu hữu đạo ra phía sau. Cũng tức là ông ta kết luận nhưu hữu đạo sẽ không thể sống sót quay về. Nhìn đám nhưu hữu đạo rời đi tâm trạng của Lê Vô Hoa vô cùng bối rối, ông ta thật sự không muốn có chuyện gì xảy ra với Nhiêu Hữu Đạo. Ông ta hiếm muộn, có thể thấy được tình cảm của ông ta dành cho đứa con kia thế nào, Nhiêu Hữu Đạo đã cứu mạng con ông ta đó. Cho dù bỏ qua chuyện đó thì ông ta cũng đã đại diện cho Kim Châu qua lại với Nhiêu Hữu Đạo nhiều năm, cách đối nhân xử thế của Nhiêu Hữu Đạo đáng để ông ta tin tưởng. Ông ta với Nhiêu Hữu Đạo cũng có thể nói là Nhiêu Hữu Đạo với ông ta trải qua rất nhiều thử thách trong thời gian dài, dần dần đã thành lập được mối quan hệ rất tốt, hai bên vẫn luôn duy trì mối liên hệ bạn bè lâu dài, chỉ cần Ngưu Hữu Đạo ủng hộ ông ta, Vạn Động Thiên Phủ sẽ không dễ dàng thay thế được người chấn giữ Kim Châu. Vì quan hệ của ông ta với Hải Như Nguyệt, lại còn sinh ra một đứa con trai, người trong Vạn Động Thiên Phủ đã có rất nhiều cách thoái thác, chỉ trích rằng có phải Lê Vô Hoa ông ta muốn biến Kim Châu thành thiên hạ của riêng nhà họ Lê hay không. Những tiếng nói yêu cầu thay đổi người vẫn luôn có, nhưng trước sự ủng hộ của ngưu hữu đạo người có thế lực đại diện cho cả nam châu người trong vạn động thiên phủ cũng không dễ động vào ông ta mặc dù trước đây kim châu bị triều đình của nước triệu chiếm mất nhưng hiện tại đại quân của nước yến phản công tình hình cuộc chiến có lợi việc đoạt lại kim châu đã ở trong tầm tay ngưu hữu đạo đã đồng ý với ông ta là sẽ không chiếm luôn kim châu mà không trả hắn vẫn sẽ ủng hộ hải như nguyệt đứng đầu kim châu nói một cách khác cũng là hắn ủng hộ lê vô hoa đúng vậy đúng là ông ta muốn biến kim châu thành thiên hạ riêng của nhà ông ta trước đây ông ta không nghĩ đến chuyện này nhưng bây giờ thì khác ông ta phải suy nghĩ cho con trai ông ta nữa lê vô hoa hy vọng có thể giống như nhà họ tiêu trước đây tiếp nối mấy đời ở kim châu giữ vững sự giàu có cho mấy đời con cháu ông ta đã không còn trẻ trung gì nữa rồi không có hy vọng sẽ đột phá được kỳ nguyên anh tuổi thọ của ông ta cũng không thể lo cho cả đời đứa con này được nhưng nghiêu hữu đạo vẫn rất trẻ tóm lại nếu như bên phía Nam Châu đổi thành người khác cầm quyền thì không phải là chuyện tốt với ông ta. Nhưng sự việc đã đi đến bước này rồi, ông ta cũng không còn cách nào khác, khi ông ta nhìn ra xung quanh, nhìn thấy một người, ông ta sửng sốt, đó là Nhan Bảo Như. Trước một bông hoa kỳ lạ, ngón tay Nhan Bảo Như nâng một cành hoa lên người đóa hoa, dáng vẻ thướt tha quyến rũ. Nàng ta đi theo người của nước Yến, giống như đồ trang trí vậy, nàng ta sẽ không chạy đi đây đó để tìm linh trùng, mà vẫn luôn đi cùng chung khu nước Yến, phía bên nước yến cũng sẽ không bảo nàng ta làm gì dường như ngay từ khi mới gia nhập linh chủng đã không có tác dụng gì với nàng ta nàng ta gia nhập đây chỉ vì muốn tự do đổi lại việc nàng ta sẽ giúp đỡ họ vào những lúc cần thiết hưởng thụ xong mùi hương mê say nhàn bảo như hơi nghiêng đầu nàng ta nhìn về phía lê vô hoa đang đi đến bên cạnh mình đôi mắt sáng chấp chấp ông ta không có vẻ như vô ý đi ngang qua nàng ta lê vô hoa nhìn xung quanh hỏi nàng ta có chuyện gì giữa ngươi với vu chiếu hành thế Nhan bảo như hiểu ý của ông ta, nàng ta với Vu Chiếu hành một trước một sau gia nhập vào bên này, lại dùng một lý do giống nhau. Không đến lượt ngươi hỏi ta, Nhan bảo như mặc kệ ông ta, tiếp tục hít mắt hưởng thụ hương thơm kỳ dị kia. Lê Vô Hoa, ta nhớ lúc đó ngươi muốn đi cùng với Nhiu Hữu Đạo, nhưng lại bị Nhiu Hữu Đạo từ chối. Nhan bảo như cười khinh khỉnh, ngươi nhiều chuyện thật đấy. Lê Vô Hoa, nếu như ngươi thật sự có lòng bảo vệ Nhiu Hữu Đạo, ta biết tung tích của Nhiu Hữu Đạo. Dứt lời, ông ta quan sát phản ứng của đối phương. Nhan Bảo Như ngẩn người ra, ngón tay thon dài buông cành hoa ra, quay đầu nhìn thẳng về phía ông ta, hỏi, người muốn nói gì? Lê Vô Hoa quan sát xung quanh một hồi, nói nhỏ, phía Linh Kiếm Sơn có phát hiện tung tích của Ngưu Hữu Đạo, trừ phong bình muốn giết chết hắn. Nếu như ngươi không muốn Ngưu Hữu Đạo xảy ra chuyện gì thì hãy đi theo người của Linh Kiếm Sơn đi, hẳn là có thể tìm thấy Ngưu Hữu Đạo, rồi nghĩ cách để có thể báo trước cho hắn. Nhan Bảo Như nhìn ông ta, ánh mắt lập lè không ngừng. Lê Vô Hoa nói đến đó rồi thôi, dứt lời ông ta quay người bỏ đi, nếu như đối phương thật sự muốn bảo vệ Ngưu Hữu Đạo thì tất nhiên sẽ đi, nếu không muốn thì sẽ không nhiều chuyện. chương 1175, có mai phục một. Ông ta cũng không còn cách nào khác, phải chứa ngựa chết như ngựa sống. Phía bên Linh Kiếm Sơn, là đại đệ tử Thái Kim Tề của Trử Phong Bình Đích Thân dẫn dắt, không chỉ tập trung 20 người của vạn động thiên phủ, còn âm thầm hạ lệnh tập kết một đám người từ các môn phái nhỏ khác cùng một vài tán tu khác, để có thể bắt gọn Ngưu Hữu Đạo, bọn chúng điều động tầm hơn 100 người trong một lúc, không để cho Ngưu Hữu Đạo chút cơ hội thoát thân nào. Điều động nhiều người như vậy, trên một trình độ nào đó mà nói thì cũng tức là đang khẳng định năng lực của Ngưu Hữu Đạo, không dám coi thường, sợ sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn. Nhiều người như vậy rồi thì cũng không cần lo lắng phải động đến hai nhà còn lại, bởi vì phương hướng mà bọn họ đang đi cũng là phương hướng mà Linh Kiếm Sơn phụ trách trung khu của nước Yến đang nghỉ ngơi trên đường lại bắt đầu tiến lên, nghiêm lập đi cùng họ liếc mắt nhìn chữ phong bình như chưa có chuyện gì xảy ra, sau khi nhìn tới nhìn lui, ông ta chợt nói một câu, sao lại không thấy tư đồ rượu đâu. Mọi người nghe vậy liền nhìn xung quanh, nghiêm lập lại nói như có ý gì đó, chữ huynh, hình như trước đây tư đồ rượu từng gặp huynh rồi, hẳn là huynh biết hắn ta đi đâu nhỉ. Nghe thấy câu đó, trưởng lão Sơn Hải của tiêu giao cung lập tức trở nên cảnh giác, nhanh chóng nhìn ra xung quanh trừ phong bình nói chân mọc trên người ông ta không phải chạy qua chạy lại cũng là chuyện bình thường sao lê vô hoa trưởng môn của các ngươi đâu rồi lê vô hoa nghe thấy liền đi tới trưởng môn đi đâu cũng không báo cho ta ta cũng không biết sơn hải quan sát bốn phía nhứ mày nói nhan bảo như người phụ nữ đó vẫn luôn đi theo chúng ta sao đột nhiên lại không thấy nữa lê vô hoa vô thức nhìn ra chung quanh trong lòng thầm nói xem ra mình đã đoán đúng rồi hẳn là người phụ nữ kia đứng về phía nghiêu hữu đạo không cần biết đến lý do mong rằng người phụ nữ kia có thể âm thầm báo cho nghiêu hữu đạo để thoát hiểm kịp thời với tình hình trước mắt ông ta cũng không thể giúp gì chỉ làm được chuyện này thôi nghiêm lập nói trừ huynh huynh không lừa ta chuyện gì đấy chứ trừ phong bình có chuyện giấu các ngươi không phải là chuyện bình thường sao chẳng lẽ có chuyện gì các ngươi cũng nói hết với bọn ta à chỉ cần không ảnh hưởng đến việc hợp tác của chúng ta Ta thích làm gì thì làm cái đó, phải báo cáo mọi chuyện với các ngươi sao? Được người khác dẫn đường, Thái Kim Tề đã dẫn người đến vị trí phát hiện ra Nưu Hữu Đạo, tàn cho sau khi được đốt cháy ở ngay trước mắt chúng. Nhìn thấy đám cho tàn kia, tâm trạng của Tư Đồ rượu phức tạp, ông ta cũng hy vọng Nưu Hữu Đạo có thể thoát khỏi sự theo dõi, như vậy thì ông ta cũng có thể bớt việc bớt lo, nếu không ông ta phải thật sự đối mặt với Nưu Hữu Đạo thì cũng rất khó khăn. Đệ tử của Linh Kiếm Sơn đang tìm kiếm xung quanh vị phạm sư đệ kia đang nói nhỏ bên cạnh Thái Kim Tề về tình hình của Ngưu Hữu Đạo khi ở đây. Bên này, trong khu rừng bên trái đằng trước, có một người đi ra nhắc nhở, ý là đã tìm được dấu hiệu mà đệ tử của Linh Kiếm Sơn để lại ở bên kia. Đi thôi, Thái Kim Tề vung bàn tay lớn lên, một đám người bay lên trời, đi thẳng về phương hướng có dấu hiệu. Khoảng hai canh giờ sau, cuối cùng đoàn người cũng dừng lại, gặp được hai gã đệ tử theo dõi Ngưu Hữu Đạo trước đây. Người đâu, ở ngay phía trước, hai tên đệ tử theo dõi lặng lẽ dẫn đám thái kim tề đến gần một khe núi, một người chỉ vào một hang động trên vách khe núi, nói thái sư huynh, người đã chui vào trong sơn động kia rồi. Chắc chắn người vẫn ở trong đó chứ, hai người bọn ta thay phiên nhau theo dõi, không thấy hắn đi ra, vẫn còn ở bên trong đó. Khi đang nói chuyện, trong sơn động trên khe núi có động tính, chỉ thấy có một người lén lút xuất hiện, đang quan sát đám người ở xung quanh, không phải ai khác, đó chính là Ngưu Hữu Đạo sau khi không phát hiện ra điều gì kỳ lạ, như hữu đạo lại lui vào trong sơn động. Hừ hừ, thằng nhãi này cũng cẩn thận quá đấy. Thái Kim Tề cười khẩy, nhìn thấy như hữu đạo bằng xương bằng thịt rồi, chút may mắn cuối cùng của tư đồ rượu cũng tan biến. Như hữu đạo ơi là như hữu đạo, sao ngươi lại không cẩn thận đến như vậy hả? Lão đệ này, ngươi cũng đừng oán giận ta, ta cũng là bất đắc dĩ mới phải vậy thôi. Quả nhiên, Thái Kim Tề vừa mới quay lại đã tìm đến ông ta, tư đồ trưởng môn, là địch hay là bạn, tự ông xem xét đi. Tư đồ diệu cười khổ, trên tay hắn có thiên kiếm phù. Thái kim tề, thế trên tay tư đồ trưởng môn không có gì sao. Cấp cao của vạn động thiên phủ dốc toàn lực ra, dựa vào tài lực của vạn động thiên phủ, ta tin rằng các người sẽ không không chuẩn bị trước. Trên tay tư đồ diệu quả thật là có một tấm thiên kiếm phù, để phòng ngừa nhỡ đâu nhất thời cần dùng đến, nhưng ông ta không nghĩ tới lại phải dùng trước nghiêu hữu đạo, cho dù không phải dùng vì nghiêu hữu đạo thì ông ta cũng đau lòng dường như thái kim tề đoán được suy nghĩ của ông ta từ đồ trưởng môn có sự che chở của ba môn phái lớn chúng ta còn hơn cả thiên kiếm phủ còn có cả lợi ích thuộc về kim châu ông khó lựa chọn lắm sao tư đồ rượu thở dài một hơi ông muốn làm thế nào đây thái kim tề phía trước giao cho các ông những người khác hợp lại bao vây xung quanh lần này nhất định không được để hắn trốn được vẻ mặt tư đồ rượu nặng nề thở dài một hơi rồi cung tay lên hai mươi người của vạn động thiên phủ cùng nhau vút đến nhảy xuống khe núi Thái Kim Tề cũng vung tay bao vây lại, nếu như có ai dám để cho Ngưu Hữu Đạo chạy mấy, ta sẽ lấy đầu của kẻ đó để chuộc tội. Sau câu ra lệnh của ông ta, toàn bộ cả trăm người tới đây đều ra quân, ngay lập tức vây quanh khe núi mà Ngưu Hữu Đạo đang ẩn mình. "Lão đệ, xuất hiện đi, ta biết ngươi đang ở trong đó." Tư Đồ Diệu đứng trong khe núi ngẩng đầu lên hết vào sơn động trên vách đá. Sau một lúc, Ngưu Hữu Đạo đi ra từ trong sơn động, lưng đeo một cái bọc, đứng ở cửa động, chống kiếm mà đứng nhìn từ trên cao xuống lạnh lùng quan sát phía dưới tư đồ diệu ông đến đây làm gì đây là điều mà hắn không hề nghĩ tới không nghĩ rằng bọn họ lại dẫn tư đồ diệu đến đây không nghĩ rằng trừ phong bình lại để vạn động thiên phủ đến đây đối phó hắn tư đồ diệu lão đệ hành tung của ngươi đã bị lộ rồi ta làm vậy cũng là bất đắc dĩ thôi Nghiêu hữu đạo bất đắc dĩ hả à? ông muốn làm gì tư đồ diệu lão đệ nghe lời ta đi chỉ cần ngươi buông tay chịu trói đáp ứng tất cả điều kiện của phía Linh Kiếm Sơn kia, chỉ cần ngươi đồng ý phối hợp với bọn họ, chưa chắc đã không có đường lui, dù sao Nam Châu cũng đang ở trên tay ngươi, hoàn toàn có thể thương lượng từ từ được, không nhất định phải làm đến mức một mất một còn. Thái Kim Tề đang ẩn núp nghe thấy vậy thì nổi giận, mọi chuyện đều đã thành ra phức tạp thế này rồi còn phối hợp cái quần gì nữa? Hiện tại quay đầu lại, coi Tiêu Giao Cung và Tử Kim Động là đồ mốc sao? Không có sự đồng ý của hai bên kia, Nhiu Hiếu Đạo không lấy được hạng nhất thì có khác gì người chết đâu, có tác dụng gì chứ?" Nhiu Hiếu Đạo không đổi vẻ mặt, nói: "Nếu như ta không đồng ý thì ông muốn làm gì nữa?" "Tư Đồ Diệu, sao ngươi lại phải làm như vậy? Lão đệ, ngươi làm vậy là không cho ta đường lui rồi, nếu như ngươi nhất quyết cố chấp như vậy, vậy lão ca đây chỉ có thể xin lỗi ngươi thôi." Trên vách núi đối diện Thái Kim Tề lách người đi ra, quát lên: "Tư Đồ Diệu, ông dài dòng làm gì, lúc này không ra tay thì muốn đợi đến khi nào?" Tư đồ Diệu quay đầu lại nhìn ông ta, rồi lại quay sang cười khổ với Nghiêu Hữu Đạo, lão đệ, người cũng thấy rồi đấy, người đã bị bao vây rồi, chỉ có thể xin lỗi thôi. Nghiêu Hữu Đạo lên tiếng trách móc, tư đồ Diệu, ông còn có đường sống để mà chọn, không muốn tìm chết thì thành thật ngồi yên đi, ở đây không có việc của ông. chương 1176, có mai phục hai. Tư đồ Diệu lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài rồi rút kiếm ra, nhưng ngay sau đó lại đưa người lại, ông ta nhìn thấy từ trong động phía sau nghiêu hữu đạo lại xuất hiện ra thêm vài người nữa không phải ai khác mà chính là vu chiếu hành và mẹ con vân cơ thái kim tề cũng giật mình sững lại không phải nói là chỉ có một mình nghiêu hữu đạo thôi sao vừa rồi ông ta vừa mới hỏi đồng môn theo dõi dọc đường cũng xác nhận được suốt quãng đường này chỉ thấy nghiêu hữu đạo đi một mình thôi cả đường không hề nhìn thấy thêm người khác ba người vu chiếu hành đi ra mặc dù theo như ông ta thấy thì có vẻ chẳng thay đổi được điều gì nhưng vẫn khiến ông ta mơ hồ cảm thấy không bình thường lập tức hét lên từ đồ rượu sao còn chưa ra tay nghiêu hữu đạo đột nhiên làm phép hét lớn lên không để ai sống sót ra tay bầu không khí khác thường ở nơi này khiến người ta chưa kịp cảm nhận một gã đệ tử linh kiếm sơn đã kinh ngạc hô lên thái sư huynh mai phục có mai phục thái kim tề lập tức quay đầu lại bên cạnh đột nhiên vút qua một tiếng dây leo mọc trên đá núi bên cạnh đột nhiên vút ra như một chiếc roi giống như một lưỡi dao sắc bén sỏ xuyên qua sườn ông ta tiến thẳng vào nội tạng ông ta máu tươi bắn tung tóe dây leo mới vừa rồi còn nhìn rất tươi đẹp sán lạn nháy mắt đã tràn đầy yêu khí rồi thái kim tề đầy vẻ hoảng sợ hai mắt muốn nứt ra muốn lách người thoát khỏi nhưng trong cơ thể ông lại lại giống như có một móc câu móc lấy ông ta muốn bắt lấy dây đằng đang đâm vào trong người ông ta dường như muốn khống chế chúng lại một tay kia của ông ta rút kiếm muốn chém lại bị dây đằng trần lan khắp nơi liên tiếp quấn lấy số dây leo tăng lên rối loạn như sợi tóc run rẩy tiến đến quấn chặt lấy chân của ông ta ối a à, thái kim tề vươn cổ lên gân xanh trên cổ nổi lên ngửa mặt lên trời hét lên rất bi thảm phía sau lập tức có người xông lên cứu ông ta dây leo tràn lan mạnh mẽ đến mức làm bong ra chóc thịt bung ra từng nhánh binh khí vung lên hàng trăm nhánh binh khí đồng thời rầm rập ngăn chặn giết chết người đến cứu viện tràn đầy yêu khí bốn phía cùng lúc vang lên âm thanh chém giết kịch liệt đá vụn không ngừng bay tán loạn xuống từ trên đỉnh núi, đám người tư đồ rượu trong khe núi khiếp sợ, chỉ thấy nghiêu hữu đạo chống kiếm đứng ở cửa động không thèm nhìn tảng đá rơi xuống, vẫn đứng nơi đó không hề nhúc nhích, mẹ con vân cơ thỉnh thoảng vung vẩy ống tay áo đánh bay tảng đá bay xuống, bảo vệ cho nghiêu hữu đạo. Phía sau ầm ầm rung động, đám người tư đồ rượu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh núi phía sau không chứa được nhiều người đánh nhau cùng lúc, đang ầm ầm sụp xuống. Nhưng sợi dây leo như trăm ngàn cái xúc tua kia chưa hạ xuống, sợi dây kéo dài ra đâm vào vị trí phía sau chưa sụp đổ để cố định toàn bộ dây leo lơ lửng trên không trung thái kim tề đang bị dây leo quấn quanh cũng đang bị treo lơ lửng trên không rất nhanh số dây leo dối thành cục lung lay trên không trung hiện ra thành hình người biến thành một cô gái đẹp đẽ chính là phù hoa nhưng số dây leo từ trong cơ thể nàng kéo dài đến ra ngoài vẫn ở đó là một con yêu quái mọc đầy xúc tua sống nhân răng đẹp đẽ mà đang sợ nàng đã giết đến tận đây rồi vì nàng đã cản lại được viện trợ của thái kim tề mà nàng cũng đang rất thảnh thơi, vẻ mặt ma mị cười cười, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Thoáng chốc, dây leo đâm vào trong cơ thể Thái Kim Tề dường như đang hấp thụ gì đó, cành cây nổi sần bay về hướng nàng đang bay bổng trong không trung. Nhánh dây sần sùi nhập vào trong cơ thể nàng, nàng lập tức híp mắt vặn vẹo cơ thể, vẻ mặt hưởng thụ. Mà Thái Kim Tề đang bị quấn chặt run lên cầm cập, ông ta đã không thể phát ra âm thanh gì rồi, có thể thấy cả người ông ta đang khô héo lại với tốc độ nhanh chóng sau khi dây đằng quấn quanh thái kim tề thả lỏng ra ông ta đã biến thành một cái thây khô bị khô héo nghiêm trọng bị ném về phía khe núi bên dưới những nhánh xúc tua đang di chuyển không không trung nhanh chóng co rút lại bện lại thành một đôi cánh phía sau phù hoa trên dây leo nháy mắt nở ra hàng trăm hàng ngàn bông hoa tươi xinh đẹp đôi cánh bằng hoa lay động vỗ đập sợi dây cắm ở trên vách đá rời đi phù hoa bay lên trên trời giống như một con bướm xinh đẹp đang dắt theo một cái đuôi đôi cánh vỗ đập bay lượn trên không trung bay vòng quanh trên không trung phía trên khe núi cực kỳ đẹp đẽ nhưng những người vừa rồi mới nhìn thấy cảnh tượng nàng hút khô thái kim tề lại có thể cảm nhận được sự đáng sợ phía sau cái đẹp này nghiêu hữu đạo ngẩng đầu nhìn nàng đang bay lượn trên không trung cho dù đã sớm biết rằng phù hoa tu yêu có điều đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh tượng nguyên hình của nàng lúc hóa yêu đám người tư đồ rượu trong khe núi cũng ngẩng đầu lên nhìn cùng lúc đó cũng nhìn sang xung quanh tiếng đánh nhau đã dần im lặng lại nhanh chóng trở nên yên tĩnh hoàn toàn Đợt tấn công bất ngờ này diễn ra bất thình lình, đến nhanh, đi cũng rất nhanh. Đám người tư đồ rượu nhanh chóng tìm ra được nguyên nhân, bọn họ nhìn thấy xung quanh khe núi xuất hiện rất nhiều người, đoán chừng có khoảng 1-2 ngàn người. Đám người vạn động thiên phủ lúng túng căng thẳng tựa lưng vào nhau đề phòng, cuối cùng bọn họ cũng hiểu ra, bọn họ đã rơi vào bẫy rồi, hàng trăm người bị 1-2 ngàn người bị bao vây tấn công. Không cần nói gì nữa, chắc chắn là do nghiêu hữu đạo nhúng tay, nhưng đám người nghiêu hữu đạo vẫn khó mà tin được sao Ngưu Hữu Đạo có thể kéo được nhiều người như vậy đến đây? Người tiến vào bí cảnh thiên đô tổng cộng lại cũng không quá 10.000 người. Gặp phải một đám yêu ma quỷ quái, bọn họ đã đoán trước rồi, đợi đến lúc đám người lãng kinh không, hồng cái thiên lần lượt xuất hiện rồi, chắc chắn rằng đây là đám người nước ngoài đó. Lại nhìn sang Ngưu Hữu Đạo vẫn không hề thay đổi sắc mặt đứng chống kiếm ở cửa động, từ đồ rượu gần như phát điên lên, vẫn khó có thể tin được, sao tên nhóc lại có thể kéo được đám người này đến đây. Con bướm xinh đẹp trên không trung thu cánh lại, biến thành một người bình thường, tay áo bay bổng bay từ trên trời xuống, đứng ở trên vách núi, phất tay một cái, dài dòng như vậy để làm gì, ra tay. Nhóm người đứng trên vách núi chuẩn bị lao xuống, Như Hữu đạo kịp thời hét lên, dừng tay. Đám người chuẩn bị xông lên sững lại, quay đầu nhìn về phía Phù Hoa. Phù Hoa cười tươi như hoa, huynh đệ, bọn họ tới đây là để giết ngươi đấy, bọn họ không hề nghĩ đến chút tình nghĩa nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn tha cho bọn họ sao? Không Cái Thiên cũng lớn tiếng hét, lão đệ, không nên mềm lòng. Lãng Kinh không nói, lão đệ, người nói hết lời hay rồi, bọn họ lại không nghe, người không cần dán mặt nóng vào mông lạnh đâu. Đoạn vô thường u ám nói, lão đệ, không phải là người đang muốn thả bọn họ đi đấy chứ. Vậy thì sẽ bị lộ đó. Đám người tư đồ rượu đang cực kỳ căng thẳng lúc thì ngạc nhiên lúc thì nghi ngờ, bọn họ xưng huynh gọi đệ rồi, chuyện gì đây? Nghiêu hữu đạo nâng kiếm chắp tay cảm tạ, sau đó nhìn xuống đám người trong khe núi, lạnh lùng nói, tư đồ diệu, muốn chết hay là muốn sống? Tư đồ diệu cười khổ, đương nhiên là muốn sống. Nghiêu hữu đạo nghiêng người, bay vào trong khe núi, ba người vu chiếu hành cũng bay xuống theo. Nghiêu hữu đạo đứng ở trước mặt tư đồ diệu, chậm rãi lắc đầu, nói, tư đồ trưởng môn, ta chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với ông, ông sờ lương tâm của mình rồi nói xem, nghiêu mỗ phải làm thế nào với vạn động thiên phủ của ông đây. Tư đồ diệu, lựa chọn giữa sống và chết, nếu đổi lại là ngươi, ngươi muốn chọn thế nào? Nghiêu hữu đạo cực kỳ khí phách nói, có cái nên làm, cũng có cái không nên làm. Trừ phong bình chèn ép ta, ông cũng biết, ta hoàn toàn có thể lựa chọn một con đường thuật, nhưng ta tình nguyện dồn bản thân vào đường chết, ông nói tôi sẽ lựa chọn thế nào. chương 1177, làm sao lại gặp người phụ nữ này? như hữu đạo vừa nói ra lời này, người ta đường đường chính chính khiến người khác không nói nên lời, đám người tư đổ rượu xấu hổ. như hữu đạo, muốn đi hay muốn ở lại? tử đồ rượu nhìn phản ứng của đồng môn đứng hai bên cuối cùng xấu hổ chắp tay nói lúc trước là ta có lỗi với lão đệ nguyện theo lão đệ mong tư đồ trưởng môn sẽ không trở mặt như hữu đạo nói xong thì xoay người rời đi ba người vu chiếu hành lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người vạn động thiên phủ sau đó cũng quay người đi mất đuổi kịp như hữu đạo rồi vu chiếu hành nhắc nhở giúp đám người lật lọng này rồi về sau khó mà đảm bảo bọn họ sẽ không phản bội Như hữu đạo sau so đo thế có ý nghĩa gì đâu lúc thời thế không nghiêng về phía chúng ta thì cũng đừng hy vọng người ngoài sẽ đi ngược dòng vì ngươi. Bọn họ ngồi xem đệ tử Linh Kiếm Sơn bị giết, đã không thể quay lại được nữa. Chúng ta đang ở giữa bầy yêu ma quỷ quái, cần một vài người ở bên cạnh. Đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, không cần tranh đấu một mất một còn, người cùng phe càng nhiều càng tốt. Giản Minh càng giải thích kỹ càng khiến vu chiếu hành khó nảy sinh bất mãn. Vân cơ cũng không nhịn được mà liếc nhiều hữu đạo, lòng giả gã này khiến nàng ta thầm buông tiếng thở dài, lại quay lại nhìn con trai mình. Đều là nam nhi, làm sao lại khác biệt lớn như vậy? Chỉ bằng lời nói này, nàng ta đã biết rõ sự chênh lệch giữa Nghiêu Hữu Đạo và con trai mình. Chẳng trách, một người thì nổi bật ở châu Nam, một người thì ăn nhờ ở đậu. Nàng ta phục rồi, đi không bao xa, Nghiêu Hữu Đạo dừng bước, xoay lại, dường như nhớ ra gì đó, trở lại cạnh mấy người tư đồ rượu hỏi. Phủ vạn động thiên các người có 50 người đi vào, làm sao chỉ có 20 người đến. Tư đồ rượu, Người khác đi tìm linh trùng chung quanh, nhất thời khó có thể tập hợp đủ, còn 30 người nữa chưa tới đây. Vừa nãy chúng ta cũng đang thương lượng việc này, chờ đệ tử của Linh Kiếm Sơn bên Thái Kim Tề chết sạch, chúng ta lại không tổn hại chút nào quay về, dù là ai cũng sẽ hoài nghi chúng ta hợp mưu với người gây ra chuyện. Chữ Phong Bình sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nếu chúng ta không quay về, lại phải lo lắng cho 30 người kia sẽ gặp bất chắc. Chuyện này đơn giản, không cần lo lắng, để sau sẽ xử lý. Nghiêu hữu đạo lại hỏi tỉ mỉ quá trình lúc tới đây của cả nhóm. Sau khi thăm dò xong tình huống cần biết, Nghiêu hữu đạo gật gật đầu, đang muốn xoay người rời đi. Tư đồ diệu gọi hắn lại, có vẻ không yên tâm hỏi. Sao ngươi lại đi chung với họ? Bọn họ là huynh đệ kết nghĩa của ta. Nghiêu hữu đạo chỉ chỉ mấy người phù hoa đứng trên sườn dốc đang nhìn chằm chằm bên dưới, ngắn gọn đáp một câu rồi rời đi. Huynh đệ kết nghĩa, bọn họ, mấy người, kết nghĩa ở đây hay là kết nghĩa từ lúc bên ngoài bí cảnh thiên đô? Tư đồ rượu trố mắt không nói được gì, y đã tận mắt chứng kiến quá trình kết nghĩa của Ngưu Hữu Đạo và Huệ Thanh Bình, toàn thái phong. Ngưu Hữu Đạo lên sườn dốc, chạm mặt với mấy người phù hoa. Đoạn vô thường liếc người trong sơn cốc, cứ buông tha họ như vậy thôi sao? Ngưu Hữu Đạo, bọn họ vốn là người của ta, chỉ vì bất đắc dĩ mới ruồng bỏ ta. Có cơ hội kéo trở về cũng là chuyện tốt, lãng kinh không, đời ta hận nhất kẻ phản bội. Phù hoa cũng cười dài nói, lão đệ, người cần giết người lại không giết, dường như xung đột với sách lược của chính đệ. Liên tục như vậy, chúng ta làm sao có thể tin được đệ? Nhiêu hữu đảo, ta luôn luôn cho rằng, có thể nói chuyện tử tế thì làm sao phải đánh đánh giết giết? Cứ giết người mãi là không giải quyết được vấn đề. Việc này không hề xung đột với sách lược đã đề ra. Bọn họ là ai? Vốn là địa chủ tại Châu Kim của nước Triệu, trên tay có một nhóm tu sĩ và mấy trăm nghìn binh mã, đã sóng vai tác chiến với nước Triệu cùng với các thế lực châu Nam ta chúng ta không chỉ phải cố gắng ở nơi này mà sau khi ra khỏi đây còn phải nắm quyền trong trận chiến tranh cướp với ba đại phái nước yến tầm mắt phải kéo dài ra kéo bọn họ lại chính là đang kéo cả thế lực của họ ở bên ngoài lại phù hoa cười nói các ngươi tranh quyền đoạt lợi thì có quan hệ gì với chúng ta đó là chuyện của các ngươi chúng ta chỉ biết là người có uy hiếp tiềm ẩn càng ít khả năng an toàn rời đi của chúng ta càng lớn hơn nghiêu hữu đạo nói thẳng đó không đơn giản chỉ là chuyện chém giết trong giới tu hành không giống cách chơi trước giờ của mọi người không đơn giản như mấy người nghĩ kéo theo thế lực của châu kim mang ý nghĩa có quyền lên tiếng lớn hơn trong trận đối chiến chỉ khi nào nắm giữ quyền quyết định trên chiến trường vào tay ta có thể uy hiếp đến lợi ích của các phương các phương mới nể mặt ta chỉ khi ta vững vàng nắm được quyền lên tiếng sau khi rời khỏi đây mới có thể đè xuống việc hạ sát thủ đối với người của các quốc gia trong này bằng không sau này ta rơi vào vòng xoáy nhiễu loạn tự lo không xong làm sao có thể giúp các người kiềm chế bảy nước. Các người hiện giờ sảng khoái, nhưng chẳng lẽ không suy tính hậu quả. Quả thực đây là chuyện mà mấy người chưa hề nghĩ tới, sau khi nghe xong đều trầm mặc. Chờ một lúc sau, quét dọn thành quả chiến trường, Hồng Cái Thiên bất mãn lao nhanh. Không tới 10.000 hạt linh trùng, nhiều người như vậy mà có một tí teo, phí công. Nghiêu hữu đảo, chuyện trong dự liệu, mỗi ngày họ đều phải nộp linh trùng tìm được lên trên. Phù hoa, xem ra lão đệ lại phải tiếp tục cố gắng đi dụ địch. Như hữu đạo hiểu ý của nàng, phải từng bước công phá đầu mối liên hợp của các thế lực nước Yến mới có thể lấy được số linh trùng kia. Đại tỷ, giết nhiều người của nước Yến như vậy là đủ để chứng minh thành ý của ta. Tạm thời không thích hợp động đến người nước Yến nữa. Phù hoa, thật sự có chết một số người, nói ít thì không ít, nói nhiều cũng không nhiều. Ta làm sao biết các ngươi không hợp tác diễn trò cho chúng ta xem. Nhiều hữu đạo im lặng một hồi, cuối cùng từ từ nói trong nước yến thế lực của ta đã phát triển đến phần cuối không cách nào tránh đối mặt chính diện với ba đại phái nước yến nữa phù hoa ngươi lại thích lý luận với ta ngươi nói đến nói đi như vậy trong lòng chúng ta càng không chắc chắn đại tỷ tỷ thắng rồi ta nói thật cho tỷ biết ta nhất định phải chọn một trong ba đại phái nước yến để nương nhờ vào ta đã ngầm chuẩn bị cùng với tử kim động có một số việc hiện tại như hữu đạo còn chưa nghĩ rõ ràng nhưng dù hắn hạ sát thủ đối với người nước Yến, bên này vẫn cắn chặt không chịu buông. Hắn không qua được lần danh này, không thể làm gì khác hơn là để lộ chuyện mình muốn gia nhập tử kim động. Hắn kể, vì lúc đó tình thế bức bách, một nhà tử kim động không gánh nổi hắn, không thể không từ bỏ việc làm rõ chuyện của hắn. Hắn cũng nói trắng ra ước định giữa hắn và nghiêm lập từ lần thứ hai liên lạc. Mấy người phù hoa nghe xong nhìn nhau, không ngờ dưới đáy còn ẩn giấu những hoạt động mà người khác không nhận ra mấy người cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân Ngưu Hữu Đạo không chịu thổ lộ thật tình. Có những việc quả thực không để lộ ra thì tốt hơn, không thể để tiêu giao cung và linh kiếm sơn biết. Ngọn ngành đã rõ, tất nhiên cũng thản nhiên báo kết quả. Giết những người đó là đủ chứng minh thành ý của ta, thật sự không cần phải lãng phí tinh lực và thực lực trên những người nước yến. Có tử kim động làm nội ứng, chỉ cần chúng ta có thực lực phối hợp, trong tình huống mà chúng ta cần tới, linh chủng trong tay nước yến sẽ rất dễ dàng cướp được. Hiện giờ để họ đi tìm kiếm nhiều một chút, kết quả thực ra là đang giúp chúng ta. Đến lúc cần, có thể để từ kim động hỗ trợ thao tác, tiêu hao các thế lực khác, giảm bớt áp lực cho chúng ta. Nói xong chuyện, nghi ngờ, khó hiểu, thắt nút đều được mở, mọi người trở nên ung dung. Chuyện sau đó dễ làm. Chương 1178, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt một. Lúc chạng vạng, tà dương rất đẹp, đã có thể nhìn thấy bóng dáng của quả cầu to lớn, loang loáng che kín cả bầu trời giống như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Nhân viên nước Yến Bôn Ba tìm kiếm cả một ngày đang tập kết về nơi nghỉ ngơi, trừ phong bình đang đối mặt với tà dương chờ đợi. Lê Vô Hoa cũng đang lo lắng chờ đợi, một đệ tử phủ vạn động thiên lặng lẽ tới gần, nhỏ giọng bẩm báo. Trương môn phái người báo cho chúng ta phương hướng tìm kiếm, đã gửi thư đến. Xem qua nội dung trên một miếng vải, Lê Vô Hoa cấp tốc đánh giá bốn phía, sau đó lặng lẽ tiêu hủy miếng vải. Trời tối, Trừ Phong Bình vẫn đang chờ, không thấy đám thái kim tề trở về bên trong thung lũng sơn hải và nghiêm lập cùng đến trước một đống lửa Trử phong bình ngồi bên đống lửa ngẩng đầu lên thấy hai người nhìn mình chằm chằm hỏi làm gì sơn hải nghe người của môn phái khác nói đệ tử thái kim tề của ông dẫn đi mấy người trong môn phái tại sao đến giờ còn chưa trở về Trử phong bình ta cũng muốn biết tại sao còn chưa trở lại nghiêm lập mấy người tư đồ rượu cũng chưa về nhan bảo như cũng không về Trử huynh huynh không định giải thích một chút hay sao nhan bảo như là thế nào trừ phong bình thầm nghĩ ông ta không muốn giải thích tùy tiện lải nhải mấy câu lừa gạt cho qua sơn hải và nghiêm lập không làm gì được ông ta đuổi hai người đi trừ phong bình tràn ngập sầu lo ông ta lo đã xảy ra vấn đề lại cảm thấy không thể có chuyện gì chỉ bằng một nghiêu hữu đạo coi như thêm mấy tên như vu chiếu cũng không thể khiến cả nhóm người bên này không thể về được không có tin tức gì có thể là chuyện tốt Ông ta chỉ đành tự an ủi mình như vậy, hy vọng là vì như hữu đạo chạy quá xa, người bên này cũng đuổi quá xa, nhất thời không kịp quay về. Mãi đến tận sáng sớm hôm sau, vẫn không thấy mấy người Thái Kim Tề có bất kỳ ai quay về, Trừ Phong bình linh cảm xảy ra vấn đề. Đệ tử của ông ta dù sao cũng biết sự lo lắng ở bên này, đuổi xa quá không về được ngay thì chắc chắn cũng phải phái người quay về thông báo, không thể để đến một chút tin tức cũng không truyền về như thế. Đến lúc phái người đi tìm linh trùng lần nữa, trừ phong bình ngầm phái người quay về, dọc theo hướng mấy người thái kim tề đã đi để tìm kiếm. Tình huống trước mắt đối với nhiều hữu đạo mà nói, muốn tìm mục tiêu tiếp theo để xuống tay cũng không khó. May mà hợp tác được với một đám người hải ngoại, trước tiên phái ra người liên tục theo dõi phương hướng của các thế lực các nước, trên đường để lại ký hiệu. Bỏ qua thế lực của nước Yến tầm 7-8 ngày, lao thẳng tới khu vực thế lực nước Hàn, nhiều hữu đạo thuận lợi tìm thấy mục tiêu trước mắt. Kế hoạch vẫn là kế hoạch lúc đầu, do nhiều hữu đạo đứng ra dụ địch, người khác dụ địch căn bản vô dụng những người khác căn bản đều thuộc một thế lực nào đó mà nước Hàn sẽ không tùy tiện chiêu chọc các thế lực khác nhưng nghiêu hữu đạo không giống bây giờ mọi người căn bản đều biết rằng hắn bị ba đại phái nước yến trục xuất thế đơn lực bạc dễ ức hiếp đối với một số thế lực giết chết nghiêu hữu đạo còn có thể khiến ba đại phái nước yến tranh cướp châu nam mà sản sinh nội loạn nhìn theo nghiêu hữu đạo một mình đi mạo hiểm dụ địch từ đồ rượu lắc đầu phát hiện vị này vì sống sót mà quả thực không từ thủ đoạn nào nhảy nhót tương bừng, bôn ba tứ phía, thực không dễ dàng, khiến người ta thổn thức. Trong núi rừng hoang dã, lưng đeo túi, như hữu đạo một mình trèo đèo vượt suối, nội tâm kiên định như sắt đá, tiến lên. Có tiếng động dị thường truyền tới, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu, nhìn thấy một bầy chim thước bay loạn trong rừng. Hắn nhảy lên tán cây, náo sau tán cây chập trùng, mắt lạnh lùng cảnh giác chung quanh. Quan sát một hồi không thấy điều dị thường, hắn hạ xuống khỏi tán cây, mau lẹ chạy gấp trong rừng, nhanh chóng trốn vào một chỗ hẻo lánh, bí mật quan sát bốn phía. Có thể là trong rừng có dã thú dọa đám chim bay loạn, nhưng hắn không dám khinh thường, mà ẩn nhẫn, lặng lẽ quan sát. Đủ nửa canh giờ sau, rất lâu không thấy tiếng động khác, có người không nhịn được nữa. Một bóng dáng thướt tha bay ra, đứng trên nhánh cây tìm kiếm gì đó. Người tới không phải ai, chính là Nhan Bảo Như, bí mật quan sát thấy, như hiểu đạo cao mày, trong lòng nảy sinh ngờ vực. Làm sao lại gặp phải người phụ nữ này? lẽ nào là trùng hợp, hắn càng không dám manh động, nín thở ngưng thần, áp chế khí tức lặng lẽ ẩn núp. Vài áo bồng bềnh ngừng lại, nhàn bảo như đáp xuống một thân cây gãy, mắt đầy vẻ ngờ vực. Trong đôi mắt sáng lóe lên, cẩn thận tìm kiếm từng tấc từng tấc mọi nơi mà mắt có thể nhìn tới. Không phát hiện người, nhàn bảo như liên tiếp điểm chân nhảy sang các cành cây khác tìm kiếm, vẫn không thấy người đâu, thầm mắng như hữu đạo quá cảnh giác, gian xảo như con cáo giả, hơi có chút bất bình thường là né tránh không còn thấy bóng dáng lúc trước nàng ta vẫn đi theo sau lưng như hữu đạo như hữu đạo bay lượn trên tán cây nàng ta theo dõi ngay dưới tán cây trong rừng theo lý thuyết nàng ta theo phía sau có chim chóc gì thì sẽ bị như hữu đạo đi trước dọa bay mất ai ngờ gặp phải một tổ chim mốc không biết tên làm tổ ngay phía dưới bị nàng ta đụng phải lập tức bay giáo giác vừa thấy như hữu đạo phát giác rồi hạ xuống rừng nàng ta cấp tốc quay lại trốn trong một thân cây ai nghĩ đến như hữu đạo vậy mà thừa dịp tránh được tầm mắt của nàng ta trong nháy mắt lập tức ẩn núp mất dạng. Thời cơ vô cùng vừa vặn, nhàn bảo như phát hiện mình gặp phải cao thủ phương diện phản theo dõi. Nàng ta lại không biết rằng, như hữu đạo còn không bằng viên cương ở phương diện này. Viên cương mới là cao thủ phản theo dõi chân chính, thủ đoạn phản theo dõi kiểu này còn là do viên cương dạy cho nghiêu hữu đạo. Nhưng có điều mà nàng ta có thể khẳng định, đó là nghiêu hữu đạo rời khỏi tầm mắt của nàng ta không lâu, lại phải ẩn nấp, rất khó tránh khỏi bị nàng ta phát hiện. Vì vậy, Nghiêu hữu đạo hẳn là đang ở ngay trong khu vực này. Nhan bảo như muốn nghiêu hữu đạo phán đoán sai, cho rằng giã thú dọa lũ chim bay đi, nên tiếp tục theo dõi, ẩn náu bất động. Ai ngờ đợi nửa canh giờ mà không thấy nghiêu hữu đạo hiện thân, nàng ta không trốn được nữa, nghi ngờ mình đã bị nghiêu hữu đạo bỏ lại. Sau đó lại nghĩ, lộ thì lộ chứ, quá lắm thì không theo nữa. Và lại, theo dõi không phải mục đích chủ yếu, cho dù nghiêu hữu đạo chạy mất, nàng ta cũng không sợ, bởi vì nàng ta biết nhiều hữu đạo đi với ai, cũng biết những người kia ở đâu. Sau đó còn có thể ôm cây đợi thỏ. Kết quả là, lộ diện đi tìm mà không tìm được, phát hiện địa hình vùng này phức tạp, thật sự có khả năng để nhiều hữu đạo chạy mất. Như vậy cũng có thể để ngươi trốn mất, nhan bảo như thầm mắng. Có điều nàng ta không dễ buông tha như vậy, vẫn tìm kiếm quanh đây. Nhân dịp đối phương đi xa hơn một chút, không chú ý tới bên này, như hữu đạo không hẳn không có cơ hội dựa vào địa hình phức tạp để nhân cơ hội trốn thoát nhưng hắn không làm như vậy hắn đang suy nghĩ một vấn đề vẫn là vấn đề lúc trước thật sự là trùng hợp sao hắn hơi hối hận vì đã không hỏi tư đồ diệu tình huống có liên quan đến nhan bảo như sau khi hắn rời nước yến nhan bảo như có vẽ vẫn ở bên nước yến nếu như nhan bảo như sau đó rời nước yến vậy thì thật sự có khả năng là trùng hợp nếu nàng ta không hề rời đi bên hắn vừa mới dụ giết được một nhóm người nước yến đã gặp phải nhan bảo như như vậy cũng có thể là trùng hợp sao nếu là trùng hợp thì không thể xuất hiện giữa đường theo dõi. Tâm trạng như Hữu Đạo hơi trùng xuống, hắn không biết Nhan Bảo như biết bao nhiêu, có phải đã biết chuyện hắn hợp tác với đám người hải ngoại kia. Nhan Bảo như tìm kiếm chung quanh một phen, dường như từ bỏ, đột nhiên nhảy lên cây như muốn bỏ đi. Chương 1179, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hai Ẩn thân chỗ tối, như Hữu Đạo quay đầu lại, cấp tốc vươn tay lượm một cành cây, rắc một cái bẻ gãy. Giống như tiếng khi vô tình dẫm phải cành cây khô. Một tiếng rắc giòn vang lên trong khu rừng yên tĩnh lập tức khiến bóng người vừa nhảy lên cây quan sát cấp tốc nhào xuống rừng. Nhan Bảo như nghỉ chân trên cành cây, ánh mắt dán về hướng tiếng động, tiếp theo hướng hờ hạ xuống, như đạp lăng ba vi bộ rơi vào vùng cỏ dại cao hơn đầu người, ống tay áo liên tục phung động. Nơi pháp lực bao phủ, cỏ dại bay tán loạn, Nhan Bảo như dùng cách này thanh trừ cỏ dại trong rừng, đẩy mạnh về hướng có tiếng động, lật từng tấc đất lên tìm tòi chỉ lát nữa sẽ bị lục xoát tới trước mặt, như hữu đạo vung cánh tay lập tung đất đá lởm chởm lên, xuất hiện. Hai người cách nhau mấy trượng, mặt đối mặt đối lập. Cỏ dại bay lượn quanh người nhan bảo như, đất đá tán loạn rơi vãi chung quanh như hữu đạo. Tất cả trở nên tĩnh lặng, nhìn thấy như hữu đạo dùng vai hất xuống con run rơi trên vai, nhan bảo như nở nụ cười, khuôn mặt lãnh diễm lộ ra vẻ tươi cười sán lạn hiếm thấy. Trốn đi, tiếp tục trốn đi, sao không trốn, như hữu đạo. Cô đã sắp dẫm lên đầu ta rồi, thực sự là trốn không nổi nữa. Là do vận may của ta không tốt, chỉ cần nín hơi một lúc nữa là qua được rồi. Nhan bảo như cười gần, quả thực, suýt nữa đã để ngươi thành công. Như hữu đạo, ngươi làm sao sẽ biết ta ở đây, trùng hợp sao? Trùng hợp, nhan bảo như nhếch môi tỏ vẻ châm chọc, đi theo các người mấy này, bên cạnh ngươi quá nhiều người. Vốn ta tưởng khó có cơ hội tiếp cận, ai biết ngươi lại tách ra đi một mình, ta muốn đi theo ngươi xem một chút xem nhóm yêu ma quỷ quái các ngươi rốt cuộc đang có âm mưu gì, kết quả là xảy ra chút bất ngờ bị ngươi phát hiện. Ta không thể không thừa nhận, ngươi thật sự có thể ẩn nhẫn, hơi có chút bất bình thường là lập tức trốn lâu như thế. Ta suýt nữa đã để ngươi chạy mất, quả thực cũng như ngươi nói, vận may của ngươi kém một chút. Nàng ta từ Lê Vô Hoa chỉ biết được tình huống có hạn, chỉ biết bên Linh Kiếm Sơn phát hiện tung tích của Nghiêu Hữu Đạo muốn đuổi theo giết, chẳng ai nghĩ tới Nghiêu Hữu Đạo lại đi cùng đám yêu ma quỷ quái kia nhóm người của linh kiếm sơn tự va vào lưỡi đao nàng ta chỉ biết linh kiếm sơn lúc đó vô tình phát hiện niêu hữu đạo không biết là niêu hữu đạo cố ý dụ dỗ nàng ta không có cách nào tiếp cận nhóm người niêu hữu đạo cũng không biết mấy người bên niêu hữu đạo đang dở cho quỷ gì đến lúc này nàng ta cũng chưa từng nghĩ rằng niêu hữu đạo sẽ làm mồi dụ vì sẽ không cho rằng đám yêu ma quỷ quái kia dám đối nghịch với thế lực của bảy nước cho nên khi nàng ta phát hiện niêu hữu đạo đơn độc tách ra đã rất muốn nhìn xem rốt cuộc hắn muốn làm gì nhưng lời nói của nàng ta rơi vào tai nghiêu hữu đạo lại rất khác biệt nghiêu hữu đạo lòng trầm xuống quả nhiên người phụ nữ này phát hiện hắn cùng một nhóm với đám người hải ngoại kia lộ diện cũng được lén lén lút lút theo ở phía sau rất phiền muốn biết gì thì hỏi thẳng ngươi cũng được nhan bảo như hừ lạnh bồi thêm một câu nghiêu hữu đạo ta nghĩ ngươi chỉ hiếu kỳ chắc không có ác ý gì với ta chứ nhan bảo như ngươi rất gian trá mấy tháng trước thăm dò ngươi sẽ không quên nhanh như vậy chứ ta có ý gì đối với ngươi, ngươi phải hiểu rõ mới đúng. Nghiêu hữu đạo, ta không thù không oán với cô, ta đoán việc nhầm vào ta không phải ý của bản thân cô. Ta đã là kẻ sắp chết, có phải là nên để ta chết được rõ ràng hay không, ai phái ngươi đến. Nhan bảo như, chuyện đó không quan trọng, nói đi, ngươi đi cùng với đám yêu ma quỷ quái kia là định làm gì. Nếu đáp án làm ta thỏa mãn, ta có thể để cho ngươi một đường sống. Nghiêu hữu đạo, người ở nơi này, còn có thể làm gì, đơn giản là tìm kiếm linh trùng. Nhan bảo như, nếu là lúc trước, có lẽ ta sẽ tin chuyện hoang đường của ngươi, cũng không có lý gì không tin, ngoại trừ kết bạn tìm kiếm linh trùng thì còn có thể làm gì. Nhưng ngươi một mình rời đi, tìm kiếm linh trùng sao? Ta đi theo sau ngươi nhiều ngày nay, trừ nghỉ chân thì là chạy đi, không thấy các ngươi có ý tìm kiếm linh trùng gì. Như hiểu đạo, đáp án của ngươi khiến ta rất không vừa lòng. Ta khuyên ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Đợi đến lúc ta phải cậy miệng ngươi ra, mùi vị đó không dễ chịu đâu. Ta rất thích sạch sẽ, sẽ không thật sự muốn làm bẩn tay mình." Nàng ta giơ tay, tỏ vẻ tiếc nuối xoa xoa ngón tay trắng bóng như ngọc. Ta thấy tự thân cô đã khó bảo toàn, trong lúc Ngưu Hữu Đạo nói chuyện chợt nhìn về sau lưng nàng. Nhan bảo như căng thẳng, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, trống không, nào có người nào. Nàng ta chợt nhận ra không đúng quay lại, kiếm của Ngưu Hữu Đạo đã ra khỏi vỏ. Một luồng hàn quang lóe lên, tiên tục chém ra mấy đạo kiếm khí, bóng người cấp tốc thoát đi. Nhan Bảo như vung tay áo, ầm ầm vang vọng, ống tay áo vung lên đập tan mấy đạo kiếm khí chém tới, tay áo cứng như sắt thép. Dám dùng thủ đoạn nhô này trêu chọc mình, Nhan Bảo như giận dữ, vụt một cái lao ra, đuổi theo hướng Như Hữu Đạo chạy trốn vào trong rừng. Ống tay áo tung bay, lao đi trong rừng nhanh như chim diều hâu săn thỏ, cấp tốc đuổi theo mục tiêu. Nhan Bảo như trên không trung, Ngọc Trường xoay tròn đẩy một cái như hữu đạo đột nhiên phát hiện không khí chung quanh đột nhiên ngưng động, tràn ngập sức co giãn khó mà tin nổi khiến hắn như bị giam trong bể chất nhầy trong suốt khó có thể hành động nhan bảo như lại kéo tay như hữu đạo đã sắp sửa đáp xuống đất để mượn lực lập tức cảm thấy dòng khí bốn phía bỗng như đang đẩy hắn ngã trở lại vùng không gian này dường như đã bị pháp lực của nhan bảo như khống chế tiếp theo nhan bảo như mau lẹ vỗ ra một trường khí lưu bốc lên bỗng nhiên dồn dập như rời non lấp bể ầm ầm vỗ vào lưng như hữu đạo cạch một tiếng đập bay như hữu đạo ra xa. Túi đeo vỡ tan, linh trùng lấp lánh màu tím bay tán loạn như mưa. Phụt, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, như hữu đạo đập mạnh vào cây đại thụ, rơi xuống đất. Bóng người lóe lên, nhan bảo như đã đứng trước mặt như hữu đạo, nhìn cơn mưa tím tán loạn chung quanh mà kinh ngạc. Nàng ta bỗng vung tay áo, gió xoáy cuộn quanh người. Cỏ dại, đất đá vụn trên mặt đất thoáng cái bị gió cuốn lên. Nàng ta đứng trong tâm cơn lốc, duỗi tay một cái, từng viên sáng màu tím bay từ trong cơn lốc rác rửa tới, tập trung vào trong lòng bàn tay nàng ta. Rất nhanh, một quả cầu tập hợp linh trùng màu tím lơ lửng trên bàn tay nàng ta. Linh trùng giải rác chung quanh chỉ trong khoảnh khắc đã được nàng ta thu về. Ống tay áo của nàng ta lại cuốn lên, gió xoáy cuốn theo đất cắt cỏ rác khuếch tán ra, sửa sạch chung quanh. Gió cuốn ra xa rồi dần lặng xuống, nhan bảo như đứng trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn nghiêu hiểu đạo ngã trên mặt đất thở hồn hền, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng trào máu, có vẻ như đang thoi thóp. Nàng ta đưa tay chỉ quả cầu màu tím, trên người ngươi lại có nhiều linh trùng như vậy, rốt cuộc các ngươi dự mưu chuyện gì. Chúng ta, như hữu đạo lờ mờ nói, mấy câu sau lúng búng không thành lời. Một tay nâng cầu tím, một tay vồ tới, nhàn bảo như cách không nâng như hữu đạo từ dưới đất lên. Nàng ta đang muốn tóm lấy cổ áo của như Hữu Đạo để giữ vững hắn rồi hỏi, hai mắt có vẻ suy yếu của như Hữu Đạo đột nhiên trừng lên, lạnh lùng nghiêm nghị, sau đó là một trường nhào tới. Muốn chết, đột biến nảy sinh, nhan bảo như quát lên, không kịp ứng phó với công kích khoảng cách gần nên lập tức hóa trào thành trường, huynh, cứng rắn chống đỡ một trường của Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo đưa tay ra sau nhấn một cái vào cây đại thụ sau lưng, ầm một tiếng, thân cây nổ tung ở giữa. Nhan bảo như cả kinh, cảm thấy một trường của mình không hoàn toàn đánh vào cơ thể Ngưu Hữu Đạo mà là phần lớn bị chuyển vào cây đại thụ kia chương 1180, đuổi tận cùng không buông. Nửa đoạn cây to lớn lay động kịch liệt, ẩm ẩm nghiêng đổ. Như hữu đạo chịu một trường bay ngược ra sau, lao ra ngoài quá đống vụn gỗ bắn tung từ thân cây vừa nổ, mau chóng thoát thân khỏi nhan bảo như. Hắn khẽ vồ một cái, bảo kiếm bị đánh bay lúc trước được hắn hút trở về, rơi vào tay hắn. Đại thủ nghiêng đổ nhưng vẫn chưa ngã, bị các cành cây to khác nâng đỡ. Nhan bảo như sao có thể để Nhiêu Hữu Đạo chạy trốn, Lập tức vung tay áo hất văng vụ gỗ lao đi truy sát kiếm về tay nghiêu hữu đạo khi đang trên không trung ánh kiếm lóe lên từng đạo kiếm khí điên cuồng chém về phía nhan bảo như ống tay áo của nhan bảo như giống như cơn lốc cuốn mây uốn lượn vung vẩy ầm ầm đánh tan từng đợt kiếm khí chém tới hoặc nghiêng người tránh khỏi kiếm khí vừa sát qua người cây cối bị kiếm khí bổ chúng rào rào đứt gãy hai người bay nhảy trốn tránh trong rừng thỉnh thoảng hạ xuống đạp thân cây mượn lực tới tới đi đi như bóng ảnh một người truy sát một người liên tục vung ngược kiếm chém cản trở. Trong lúc truy sát, Nhan Bảo Như phi thân đạp lên thân cây một cái, nhảy chéo sang bên. Thân cây vừa mượn lực bị kiếm khí cào nát bét, rầm, quả cầu màu tím trong tay nổ nát tứ tung. Nhan Bảo Như tránh sang bên, thân thể lay động khi hạ xuống, một tay đỡ thân cây, một tay che ngực, không còn tâm để ý đến số linh trùng kia. như Hữu Đạo đang tránh né truy sát cũng ngừng chạy trốn, từ phía sau thân cây vọt ra, khóe miệng chảy máu, mặt vô cảm kiếm nắm hờ trong tay, nhìn thấy dáng vẻ của nhan bảo như liền cười gần lạnh lùng. Không trốn nữa, cũng không vội ra tay, cứ đứng chờ như vậy, muốn chờ đến lúc đối phương ngã xuống. Hai người cách xa nhau vài chục trượng, nhan bảo như chống cây tre ngực từ từ ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Tu vi của ngươi không phải là chút cơ kỳ, vỡ nãy giao chiến một trường xong, nàng ta đã phát hiện điều không ổn. Ban đầu Ngưu Hữu đạo chém ra mấy đạo kiếm khí không có uy lực lớn, cũng chỉ ngang chút cơ kỳ. Vừa nãy, uy lực đột nhiên tăng lên nhiều căn bản vượt qua khỏi uy lực mà tu vi trúc cơ kỳ có thể thả ra được đó là lực lượng mạnh mẽ chân thực không thể giả được Ngưu hữu đạo hờ hững nói vậy thì như thế nào nhan bảo như nói người đã chúng ta một trưởng lại không có chuyện gì người không bị thương Như hữu đạo điều đó có quan trọng không ta nói là tự ta làm mình bị thương vết thương không nghiêm trọng lắm người có tin không nhan bảo như khó tin nổi tu vi của nàng ta trong kim đan kỳ đã có thể xem như đỉnh cấp dù đối phương cũng có tu vi kim đan nhưng rõ ràng đã trúng một trưởng của nàng ta thì không thể không có một chút chuyện gì đối phương không đến nỗi có tu vi nguyên anh kỳ chứ không thể nào nếu tu vi đã là nguyên anh kỳ thì làm sao còn phải phí thời gian với nàng ta như vậy nàng ta đã hiểu ra cắn răng oán hận nói nghiêu hữu đạo tiểu tặc nham hiểm nhà ngươi ẩn giấu quả thực sâu nói xong là nghiến răng nghiến lợi phát hiện mình mắc mưu đối phương không tiếc để bản thân bị thương chính là để đánh nàng ta một trường nàng ta đã nếm trải mùi vị một trường này nghiêu hữu đạo ta ẩn giấu hay không đó là chuyện của bản thân ta chẳng liên quan gì đến ngươi ta và ngươi không thù không oán ngươi lại càng muốn sống mái với ta ngươi oán ta dường như không có đạo lý thứ hắn có chính là lòng kiên trì chậm rãi tiêu hao với đối phương sẽ luôn có lúc đối phương không chịu nổi đối phương chậm chạp không hành động biết tình trạng cơ thể mình nhàn bảo như hiểu ý đồ của Ngưu Hữu Đạo, đột nhiên lắc mình xông ra, muốn dùng huyết tu vi toàn thân dồn Ngưu Hữu Đạo vào chỗ chết. Thấy khí thế của đối phương tăng lên dữ dội, Ngưu Hữu Đạo cũng âm thầm hoảng sợ, thân thể cấp tốc chập trần dao động. Cả bốn phía đều trở nên mơ hồ, quên đi không quan tâm tất cả mọi thứ xung quanh, cũng không quan tâm đến bản thân, chỉ giữ vững một tâm ý trong lòng. Thứ bên ngoài tâm đều hỗn loạn, tâm ta lại như hoa sen, mọc trong bùn mà không hôi mùi bùn, gọi là hỗn độn thanh liên ý, chính là kiếm quyết thái ất một đạo tâm ý tức kiếm ý, có tên là thanh liên kiếm ý. Xuất thân bùn lầy mà không nhiễm bùn, kiếm ý vừa ra, thế tất phải phá tan thế giới hỗn loạn này. Như hữu đạo dung cổ tay, trước mắt phung ra kiếm chiêu phân quang thái ất. Tu vi như hoa sen phóng ra vẻ đẹp dạng dỡ nhất, pháp lực toàn thân dồn vào ánh kiếm lóng lánh. Khí lưu ngang dọc trong rừng, ánh kiếm dường như xẹt qua không gian, giống như có trăm nghìn ánh sáng cùng lúc lóe lên, rực rỡ loa mắt. Tốc độ của ánh kiếm vừa nhanh chóng, vừa gấp gáp, khiến nhan bảo như kinh hãi đến biến sắc. Thế tiến công của đối phương dày đặc kiếm ý, tốc độ vung vẩy hai tay áo của nàng ta hoàn toàn không kịp hóa giải. Dưới tình thế cấp bách, nhan bảo như đang trên không trung trượt giang mạnh hai tay như đại bằng dương cánh, đẩy ào một cái, hai tay đồng thời thi pháp. Không khí ngưng trệ, đạo đạo ánh kiếm ong ánh tựa như cũng bị dừng lại trong không gian, chậm rãi đẩy mạnh về phía trước với tốc độ vô cùng chậm rãi. Cho đến khi không thể nào tiến được nữa, như hữu đạo cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, cổ tay vung kiếm cũng bị trì trệ. Toàn thân hắn giống như bị cứng lại trong hồ phách thành bức tượng. Ha, đối mặt với khốn cảnh, như hữu đạo đột nhiên hô to một tiếng, từ bỏ dùng pháp lực đối cứng. Càn khôn quyết vận hành, một tay buông kiếm, thân thể nhào về phía trước với tư thế ngả về trước, đột nhiên cất bước đạp đạp chạy như điên, kéo theo kiếm nhanh chóng lao tới nhan bảo như đối diện. Sao có thể có chuyện đó? Nhan bảo như kinh hãi đại pháp của mình có thể mượn oai thiên địa để tạo áp lực vậy mà không ảnh hưởng được nghiêu hữu đạo nàng ta có thể cảm giác được trong không gian mà pháp lực của mình đang khống chế thân thể nghiêu hữu đạo có thể hoạt động linh hoạt như thường nếu như nói nàng ta thi pháp khống chế biến áp lực của không gian này nặng nề như dưới đáy biển sâu thì nghiêu hữu đạo chính là một con cá trong biển sâu đó thân hình hắn liên tục tránh ra khỏi những ánh kiếm đang động lại trong không gian nhan bảo như không tin ta liều mạng thúc đẩy áp lực muốn hạn chế nghiêu hữu đạo can khôn hộ thể, sông lớn chảy về đông, phá. Nghiêu hữu đạo gầm lên đề khí, nhảy lên, buông thõng kiếm trong tay vẩy ra. Một luồng sáng chói lòa, mỹ lệ, như ánh sáng đỏ lóe lên phía chân trời. Nhan bảo như lơ lửng trên không chợt kinh hồn, cấp tốc xoay người né tránh, thoát được một đòn chí mạng. Một chiêu kiếm thất bại, trong nháy mắt hai tay cầm kiếm, như hữu đạo vặn eo chém tiếp nhát kiếm thứ hai. Máu đỏ bắn tung, mũi kiếm cắt ra xiêm y sau lưng nhan bảo như, chớp mắt ra chóc thịt bong, suýt chút nữa đã bổ đôi cột sống của nàng ta. Đùng đùng đùng, ánh kiếm đang động trong không gian đột nhiên thoát khỏi xiềng xích, cũng mất đi động lực bắn đi, chớp mắt thi nhau nổ ầm ầm. Đất đá bắn bay, nổ tung cát bụi mù mịt, Nhan Bảo như sợ đến suýt hồn phi phách tán, lắc mình lao ra. Sau đó nàng ta đáp xuống đất định tái chiến, vừa vặn không tự chủ được mà dùng mình một cái, hai tay đồng thời che ngực. Tình huống trong cơ thể hiện giờ thế nào, chỉ có bản thân nàng ta hiểu rõ nhất, đáng hận không nói hai lời, nhanh chóng độn về phía sâu xa trong rừng, không để ý đến vết thương đẫm máu sau lưng. Nghiêu hữu đạo đi ra từ trong bụi bặm, mắt lạnh lùng quét một vòng, thấy đống linh trùng màu tím sáng lè lẻ phía trước. Cái gì mà linh trùng hay không linh trùng, hắn liều mạng, kéo kiếm đạp đạp chạy trong rừng truy đuổi, dốc lực chạy theo. Dù song phương càng chạy càng cách nhau xa, nghiêu hữu đạo cũng đuổi tận cùng không chịu buông. Hết cách rồi, nhàn bảo như đã biết bí mật của hắn, lại biết hắn hợp tác với đám người hải ngoại. Điều này uy hiếp đến kế hoạch của hắn, cũng uy hiếp đến cơ hội sống sót của hắn. Hắn làm sao có thể buông tha cho nàng ta? Chương 1181, dọa khóc một. Lúc trước có cơ hội thoát thân đã không để ý, lại còn cố ý tạo tiếng động là vì sao? Lúc trước cố ý tự làm mình bị thương để giả vờ bị đối phương đánh ngã lại vì cái gì? Bởi vì mặc kệ hắn có ẩn giấu thực lực mình hay không, về tu vi quả thực có tranh lệch không nhỏ so với nhan bảo như. Một khi để nhan bảo như chạy, hắn căn bản không đuổi kịp. Nhan Bảo Như biết quá nhiều, hắn quyết không thể để Nhan Bảo Như chạy trốn, nhất định phải diệt khẩu. Nhan Bảo Như gấp gáp bỏ trốn, thỉnh thoảng quay đầu lại sau xem, thấy Như Hữu Đạo đuổi theo mình quyết không bỏ, là thề không giết nàng ta không thôi. Nàng ta không lo được vết thương sau lưng, cũng không thể ổn định dị biến đang ngày càng tăng cao trong cơ thể, dốc toàn lực bỏ chạy. Trong lòng nàng ta đang bi phẫn đến khó có thể dùng lời để diễn tả. Bất kể đan bảng có phải trò cười hay không, tốt xấu gì nàng ta cũng là cao thủ xếp hàng hai trên đan bảng, không ngờ lần này là thuyền trên mương, lại gặp phải một tên giả heo ăn thịt hổ. Không phải tu vi trúc cơ kỳ sao, toàn bộ giới tu hành lại không có một ai biết được tu vi thật sự của tên khốn kiếp kia. Lúc xác định thân phận và kiểm soát trước khi vào thiên cốc cũng không thể tra ra tu vi thực của kẻ này sao. Có khả năng này lại còn trốn ở cái xó xỉnh kia lâu như vậy, mà còn giả bộ bị đả thương. Biết cõi đời này có kẻ thâm tàng bất lộ, nhưng người có thể ẩn giấu sâu như thế trong thế giới tu hành chìm ngập ân ân hoan oán như vũng bùn lầy này, nàng ta mới gặp lần đầu tiên. Lại nói ngược lại, nếu không phải ẩn giấu sâu, chỉ cần một chút xíu hoài nghi, nàng ta cũng sẽ không làm như vừa rồi. Vì bất cản mà bị hại thảm như vậy, nhàn bảo như càng nghĩ càng uất ức, tức giận muốn phun máu, hối hận phát điên. Nàng ta biết, với tình trạng cơ thể hiện tại của mình, tốt nhất là mau mau tìm một chỗ chữa thương, thì pháp hóa giải dị biến trong cơ thể, nhưng mà nàng ta không còn dám dây dưa với nghiêu hữu đạo nàng ta biết kết cục rơi vào tay đối phương sẽ thế nào cho nên nhắm mắt cắn răng thoát đi trong rừng chạy trốn vội vã càng ngày nàng ta càng không chịu nổi đột nhiên nhảy lên trên tán cây cấp tốc bay đi nghiêu hữu đạo cũng đuổi theo kéo kiếm trong tay điên cuồng đuổi theo không tha ban đầu khoảng cách giữa hai người càng kéo xa dần dần tốc độ bay lượn của nhan bảo như càng ngày càng chậm khoảng cách giữa hai người càng kéo càng gần trong lúc bay, thân thể nhan bảo như thỉnh thoảng sẽ run rẩy một cái, màu da trên mặt vừa hồng vừa trắng. Tình cờ quay đầu lại nhìn một cái, nhìn thấy tên kia càng ngày càng gần, nhan bảo như trong lòng dâng lên sự tuyệt vọng. Một đuổi, một chạy, ra khỏi núi rừng, một trước một sau nhắm về phía vùng hoang dã. Hai người đạp cỏ bay đi, núi rừng phía sau càng ngày càng xa. Đột nhiên, nhan bảo như mất lực dưới chân, đáng lẽ dẫm lên lá cỏ mượn lực lại thành đạp mạnh xuống, trượt chân lảo đảo ngã lật xuống bụi cỏ. Chuen, một đạo kiếm khí nhuộn nhạo gợn sóng chém xoẹt một cái hất tung cỏ, nhàn bảo như nhào thân tránh ra. Đợi nàng ta lảo đảo bò lên, nửa bên tóc đã phủ xương lạnh, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nghiêu Hữu đạo chỉ xéo kiếm. Vô cùng chật vật, nhàn bảo như không chạy nữa, cũng không chạy nổi, mặt bi phẫn. Khóe miệng Nghiêu Hữu đạo cũng có vết máu, thần tình lạnh lùng nói: "Chạy đi, làm sao không chạy nữa? Không chạy nổi thì nói, ai bảo ngươi giết ta, thành thật khai báo, ta tha cho ngươi khỏi chết." Nhan bảo như che ngực thở dốc nói, muốn giết cứ giết, nói nhảm gì đó. Nghiêu hữu đạo lắc người lao lên, vung tay tắt bốp một cái. Chát, tiếng tắt vang giòn, nhan bảo như bị đánh xoay một vòng văng xuống đất, miệng mũi đều té máu. Sau đó, nàng ta chậm rãi bỏ lên dưới chân nghiêu hữu đạo, rất có cảm tưởng thà chết chứ không chịu khuất phục, miệng đầy máu hàm hồ nói. Tiểu tặc giả dối, nếu không dùng thủ đoạn đê tiện vô sỉ kia, người sao có thể làm đối thủ của ta? Nghiêu hiểu đạo lạnh lùng không chút lưu tình, không một chút thương hương tiếc ngọc, vùng chân đá tới. Đùng, nhan bảo như bị đá trúng giữa bụng lập tức bay ra xa hai trượng rồi đập xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu, có thể nghe thấy tiếng xương cỏ kẹt gãy vang. Rất hiển nhiên, một cước này không hề nhẹ, ngã trên đất, ho ra máu, thân thể run rẩy, nhan bảo như trợn mắt muốn nổ tung. Đau đớn thân thể chỉ là thứ yếu, quan trọng là đau lòng. Nàng ta là ai? Nàng ta là cao thủ xếp hạng 2 trên đan bảng, là cao thủ nổi danh thiên hạ bây giờ nàng ta lại bị một kẻ mà mình coi là run dế đánh cho thảm hại chân chính hận không thể lột ra rút xương như hữu đạo cho hả giận nhưng tình thế mạnh hơn người dù nàng ta không cam lòng cũng chẳng có sức nàng ta không muốn ngã xuống không muốn tỏ ra thấp kém mà ngã xuống chân như hữu đạo nàng ta dãy ruộng muốn bỏ lên xoẹt xoẹt kiếm khí xẹt qua cỏ bay tán loạn cả một vùng cỏ cao hơn người bị tước chỉnh tề để lộ thân thể đang dãy ruộng của nàng ta nàng ta nghiêng đầu nhìn sang thấy nghiêu hiếu đạo mặt vô cảm đang nâng kiếm chậm rãi bước qua bụi cỏ đi tới gần cho dù khó khăn nàng ta cũng phải bỏ lên đi tới trước mặt nàng ta nghiêu hiếu đạo dừng bước nhấc chân một cước đạp sau lưng nàng ta dễ dàng dẫm nàng ta xuống đất khiến nàng ta không bỏ dậy nổi nghiêu hiếu đạo từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn dáng vẻ chật vật của nàng ta trên người nàng ta đầy giấy vết máu loang lổ tướng mạo đoan trang không còn mái tóc cài chỉnh tề cũng rối loạn người dính đầy cỏ dại. Dáng vẻ lãnh diếm, quyến rũ kia một khi mất đi tôn nghiêm, lập tức cũng mất luôn ánh sáng mỹ lệ sau cùng. Nhìn nàng ta giấy ruộng dưới chân, như hữu đạo hỏi. Nói, tại sao phải hại ta? Lại bị người như thế giẫm dưới chân, nhan bảo như vừa giận dữ vừa nhục nhã khó chịu nổi, gào lên. Người có bản lĩnh thì giết ta đi, ý nàng ta là, ta sẽ không khuất phục ngươi. Nghiêu Hữu đạo ồ lên, ánh mắt lướt chung quanh rồi dừng lại ở một gò đất, rồi lại nhìn xuống nhan bảo như dưới chân không ngờ cũng rất cam trường đây. Thực ra người như ta rất ghét đánh đấm bạo lực, hành tẩu giang hồ, mưa gió bão bùng, miễn cưỡng đã thấy được nhiều, từ từ biết được chút phân tắc đối nhân xử thế, hiểu rõ chân lý, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nội tâm cũng mềm nhũn. Ta luôn cảm thấy không có chuyện gì không thể nói chuyện, việc gì cứ phải nhuốm máu tanh khắp ngươi, toàn thân đầy vẻ hung tàn. Ta thật sự không muốn làm chuyện quá phận đối với ngươi. Ngươi phải hiểu rõ khổ tâm của ta, nhan bảo như cười thảm, mèo khóc chuột giết đi ngươi giết ta ngay đi nghiêu hữu đạo một người phụ nữ như hoa như ngọc thế này bao nhiêu đàn ông ái mộ với bản lĩnh của ngươi có rất nhiều cơ hội để ngươi tìm một người đàn ông tốt chàng chàng tiếp thiếp đó mới là chuyện mà những phụ nữ xinh đẹp như ngươi nên làm việc liếm máu trên lưỡi đao này quả thực không thích hợp với cô nương xinh đẹp như ngươi nghĩ lại có người đàn ông cùng ngươi bên hoa ngắm trăng, yêu yêu đương đương có phải tốt không tội gì phải chết đúng hay chăng nhan bảo như chửi ầm lên. đàn ông không một tên nào tốt. người cho rằng nói còn chưa dứt lời, cái chân sau lưng đã dẫm mạnh lên người nàng ta. im, ta đã nghe quá nhiều chuyện cổ tích từ miệng phụ nữ rồi, cũng chỉ toàn nói đàn ông bạc tình thế này bạc nghĩa thế nọ mà thôi. kiếm trong tay nghiêu hữu đạo khều mấy lọn tóc ngổn ngang trên mặt nàng ta. trong mắt phụ nữ lắm đàn ông rác rưởi, trong mắt đàn ông lắm tiện nhân. nói mấy chuyện đúng đúng sai sai kia chẳng có ý nghĩa gì. hiện giờ không phải lúc kể chuyện cổ tích. Ngươi biết đấy, trốn quỷ quái này nhiều mãnh thú thích ngửi mùi máu tanh rồi mò đến lắm. Nhan Bảo Như phẫn nộ nói, ngươi là cái thá gì, muốn chém muốn giết mặc ngươi, lời hay nói tận, không cảm kích, cũng được, như hữu đạo vùng vẩy kiếm trêu chọc trên mặt nàng ta. chương 1182, dọa khóc hai. Ta nhớ ngươi từng nói, người như ngươi thích sạch sẽ, bảo ta phải thành thật phối hợp, nói là không muốn làm bẩn tay ngươi. Lúc đó người uy hiếp ta như vậy đúng không hả? Hắn vừa nói xong, Nhan Bảo như nghĩ đến điều gì đó, bàn tay đặt trên mặt đất chợt co lại theo bản năng. Nhưng mà đã chậm, như Hữu đạo nhanh chóng vung kiếm. Kiếm trong tay hắn như cái đinh gọn gàng đóng xuống, không chút do dự, có thể nói là tàn nhẫn. A, à, bị dẫm trên đất, Nhan Bảo như ngửa mặt lên trời thét lên thảm thiết, người run bần bật. Cánh tay như ngọc bị đóng đinh trên mặt đất, bị như Hữu đạo đâm kiếm xuyên thẳng xuống đất, thân kiếm cắm sâu một phần ba xuống lòng đất. Lúc trước còn nói có chuyện gì có thể từ từ nói đảo mắt cái đã xuống tay độc ác. Chân đạp trên lưng nàng ta chợt thả ra, kiếm cũng buông, như hữu đạo buông chân tay lui ra hai bước, mặt không chút thay đổi nói. Ta nói rồi, người như ta không thích đánh giết giết, càng không muốn giết người. Có điều, nếu ngươi muốn chết, ta cho ngươi cơ hội. Kiếm đưa cho ngươi, ngươi tự vẫn cho xong việc, sau đó ta sẽ cẩn thận chôn ngươi, không để ngươi phơi thây nơi hoang dã. Lấy đức báo oán, vậy là đủ rồi chứ. Nhan bảo như run lẩy bẩy, bò mấy lần không dậy nổi, Bàn tay bị đóng trên mặt đất, quả thực khó mà bò lên nổi. Nưu Hữu Đạo đứng bên cạnh lạnh nhạt quan sát, phát hiện người phụ nữ này quả nhiên có tu vi sâu dày, chúng một trưởng càn khôn của mình mà có thể chịu được đến hiện giờ. Cuối cùng, nhàn Bảo như vẫn bò lên, quỳ một chân trên đất, nắm chặt chuôi kiếm rút một cái, người đau đớn đến mức rên rỉ. Cánh tay bị ghim trên đất được giải thoát, đau đớn run lẩy bẩy, mũi kiếm nhấc lên trước cổ, nhưng chậm chạp không hạ được quyết tâm tự sát, cứ vậy mà chết sao? Nghiêu hữu đạo lạnh lùng nhìn chằm chằm biến hóa trên vẻ mặt của nàng ta. Đột nhiên, nhan bảo như giống như nổi điên, vung kiếm đâm tới nghiêu hữu đạo. Nhưng với tình trạng của nàng ta, nào có thể giết được nghiêu hữu đạo, bị nghiêu hữu đạo vươn tay bẻ một cái cướp lấy kiếm trong tay. Ngã nhào xuống đất, nhan bảo như thống khổ mà lại tuyệt vọng. Con mẹ nó, người không có can đảm tự sát còn làm bộ làm tịch với lão tử làm gì. Nghiêu hữu đạo đột nhiên nổi giận, vung tay vồ một cái kéo tóc nàng ta, kéo đi sình sịch. Nhan bảo như hoa hoa kêu loạn, phung tay đánh lên cánh tay Nhiêu Hữu Đạo. Nhiêu Hữu Đạo không có thời gian để ý, nắm tóc kéo nàng ta đi trên cỏ, kéo thẳng về phía gò đất bên kia. Gò đất chìm trong bụi cỏ cao hơn người, vừa nãy lộ ra sau khi hắn dùng kiếm khí dọn dẹp cỏ dại. Gò đất bị phá hoại, có rất nhiều kiến sốt ruột bò tới bỏ lui, hiển nhiên là một tổ kiến. Nhiêu Hữu Đạo kéo người tới trước gò đất, tàn nhẫn giật nắm tóc kéo lên, cho nàng ta thấy tổ kiến trước mắt. Nhan Bảo như trừng mắt, sợ hãi gào lên, ngươi muốn làm gì, như hữu đạo không nói nhiều, tóm chặt tóc nàng ta nhấn mạnh về phía gò đất. ầm, um, tầng đất bị đánh mạnh, hắn ấn dí đầu nàng ta vào trong tổ kiến. Thân thể nàng ta dẫy rụa kịch liệt, trong gò đất vang lên tiếng ô ô không ngừng. Không để cho nàng ta cảm nhận sâu sắc mùi vị trong đó, như hữu đạo sẽ không rút đầu nàng ta ra. Rất nhiều kiến bò loạn trên mặt và tóc nàng ta, tình cảnh quả thực khá khủng bố. Thậm chí có con kiến bắt đầu bò lên người nàng ta nàng ta lắc đầu muốn vùng thoát nghiêu hữu đạo ấn chặt tóc nàng ta ngồi xổm bên cạnh nói bên tai nàng ta trước đây ta thường đào lỗ dưới đất sau đó đã hiểu một đạo lý đó là người sống sống